Hôm nay để tiếp tục cái phần giảng kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, thầy xin giảng cái phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin tất cả chư tôn đức và đại chúng cư sĩ Bồ Tát thân căn thanh tịnh để mà lắng lòng nghe pháp yếu của chư Phật. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần được độ thoát, liền hiện thân chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Kỳ rồi thì thầy đã giảng tất cả những thân trời, rồng, dạ xoa, càng thất bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân. Thì bây giờ cái đoạn kinh này là nói về cái thân chấp kim cang thần. Những vị thần mà gọi là chấp kim cang thần, cũng còn gọi là kim cang thủ hay là kim cang dạ xoa. Những vị thần này thì thường là ở cung trời Đao Lợi và hộ vệ cho thiên đế Đế Thích. Khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca là một vị Bồ Tát thiện huệ, từ cung trời nội điện Đâu Xuất, Ngài giáng thần xuống nước Ca Tỳ La Vệ để thị hiện thành Đức Thế Tôn, thì những vị thần kim cang này cũng xin phép các vị thiên đế để mà hạ sang xuống để mà hộ vệ cho Đức Như Lai. Những vị chấp kim cang này, thần này còn được gọi là thần hộ pháp ở trong Phật giáo. Những vị thần này thì tất cả đại chúng đều biết rằng có gương mặt rất là hung dữ. Quý vị nào có vào những cái chùa của những người Tàu, quý vị sẽ thấy rằng có cái những cái vị thần hộ pháp mà rất là dữ, uy nghiêm. Có những vị thì đầu có sừng, có những vị đầu đội kim quang, có những vị nghĩa là có những cái răng nanh rất là nhọn. Bởi vì đây là thuộc về thần kim cang hộ pháp dạ xoa, nên các vị này đưa cái tướng hung dữ vậy để chi? Để làm khiếp sợ những kẻ gian ác. Quý vị nên nhớ cái người gian ác á, mà mình hiện ra cái tướng từ bi á, mình không có cảm hóa người đó được. Những người nào mà họ chịu dùng cái sức lực á, thì mình phải dùng sức lực để đối trị với họ. Do đó những vị kim cang thần này, cái gương mặt rất là hung dữ, để làm khiếp sợ những kẻ gian ác, những kẻ mà muốn phá hoại Phật Pháp, và những kẻ mà mượn đạo mà tạo đời, những kẻ nghĩa là không phải giác ngộ mà chỉ dùng cái mảnh áo cà sa để mà có thể là tạo cái danh lợi cho chính mình, thì những cái người này sẽ không bao giờ tránh khỏi chài kim cang của những cái vị mà dạ xoa này, thần kim cang này. Những cái vị mà thần hộ pháp này họ ghét lắm. Ghét cái gì? Họ rất rất ghét là những cái người nào mà giả danh để tu hành. Quý vị mà chân tu họ hộ pháp, mà quý vị không chân tu thì trước sau gì quý vị cũng lâm nạn. Bởi vì những vị thần này sẽ tìm cách làm cho quý vị kinh khủng ở trong tâm, và sau đó là sẽ có những cái nạn tai đến với quý vị. Những vị thần chấp kim cang này bản nguyện rất là từ bi, bởi vì vô lượng kiếp là thường được bảo vệ Phật Pháp. Bởi vì bảo vệ Phật Pháp nên thường hằng nghe những lời thuyết giảng của Đức Như Lai, nên họ phát tâm tu hành rất là dũng mãnh. Quý vị nên nhớ rằng có câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bởi những cái vị này có những phước báo là ở trên cung trời thì là hộ vệ cho thiên đế, xuống ở trần gian là hộ vệ cho Đức Như Lai. Do đó những cái bài mà Đức Phật mà giảng thuyết trong những pháp hội, những vị hộ pháp thần này đều được nghe. Do đó họ phát tâm dũng mãnh mà tu hành. Và khi mà họ phát tâm hạnh dũng mãnh tu hạnh Phật, và phương pháp mà họ thích nhất là phương pháp mà quay trở về để mà thấy nội tâm. Mà đây là cái phương pháp mà các thần mà hộ pháp rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì các vị này đã được nghe Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng về cái phương pháp mà để hướng dẫn cho Ngài A Nan cùng với tất cả đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm mà tu để đạt thành chánh đạo, chánh giác trong hiện kiếp. Mà trong đó thì cái pháp mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tức là Quán Âm Viên Thông, là phương pháp mà tất cả
các đại chúng cũng như là thần Kim Cang rất là thích và tu học theo cái phương pháp này rất là nhiều. Bởi vì khi mà họ đã quay trở lại quan sát cái bản tâm thì một cái thời gian lâu xa họ sẽ đạt được cái sự thanh tịnh. Khi mà chúng sinh nào mà đạt được cái sự thanh tịnh là lúc mà Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không phải thị hiện bằng cái hình tướng mà Ngài thị hiện trong cái bản tâm của chính mình. Và Ngài chính là cái vô sư trí để mà hướng dẫn cho quý vị đến một cái chỗ mà tâm tịch tịnh và đạt đến cái chỗ mà giác ngộ viên mãn. Bây giờ nói tóm lại thì trong 12 loài chúng sinh và 25 cõi. 25 cõi này là thầy tính từ trong cái cõi thấp nhất là cõi địa ngục và đến cái cảnh trời mà cao nhất là cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Là nơi nào Ngài Quán Thế Âm Ngài cũng ứng thân thị hiện để cứu khổ ban vui. Do đó mà khi Ngài Trí Giả Đại Sư là một cái vị tông chủ của dòng Thiên Thai Tông, khi Ngài tụng cái kinh Pháp Hoa này và thâm nhập được cái tam muội, hiểu rõ những cái ẩn ý của pháp tu Quán Thế Âm, thì Ngài muốn mong cầu được gặp cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà được ấn chứng. Tất cả quý đại chúng biết rằng cái phẩm Diệu Âm và cái phẩm Quán Thế Âm này là một cái pháp tu trong cái kinh, trong cái kinh Pháp Hoa. Và Ngài Trí Giả Đại Sư là một cái người thông hiểu về cái kinh Pháp Hoa, mà chính Ngài cũng đạt được một cái gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Tuy nhiên Ngài muốn rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm ấn chứng cho mình. Mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm tại sao ấn chứng được? Là tại vì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm có pháp môn Quán Âm Viên Thông. Pháp môn này chính là pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Do đó quý vị thấy kinh sách Thần Đông, những cái mà kinh điển mà về tam muội hình như là nó có cái sự liên lạc mật thiết với nhau. Do đó chứng mà được cái pháp hoa tam muội thì muốn chứng cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội cũng rất là dễ. Và cái người mà chứng được cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội mà đi vào trong cái niệm Phật tam muội cũng rất là dễ. Có nghĩa là không đạt được tam muội thì thôi. Khi tất cả đại chúng mà tu mà đạt được một tâm muội là quý vị đạt rất nhiều tâm muội khác. Bởi vì Ngài Trí Giả Thiền Sư biết được cái pháp tu của Diệu Âm và Quán Thế Âm rất là bất khả tư nghị. Nên Ngài đem điều lại về cái hướng Ấn Độ. Để chi? Để mà cầu cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này được đến Đông Độ, là được đến Trung Hoa cho thật sớm, để mà Ngài chứng nghiệm lại cái sở tu của mình. Nhưng mà rất tiếc thay, khi mà Đại sư Trí Giả Ngài nhập diệt thì sau đó 10 năm cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó mới đến nước Trung Hoa. Do đó quý vị thấy rằng mình đọc tụng được kinh sách, mình gặp những bậc đại sĩ ra đời, mình gặp Đức Phật ra đời, tất cả đều là cái sự hữu duyên. Nếu mà mình không có duyên thì chắc chắn mình sẽ không được gặp. Chẳng hạn như quý vị đã thấy rõ ràng, Ngài Trí Giả Đại Sư mỗi ngày Ngài đều sám bái về nước Ấn Độ để cầu mong Thủ Lăng Nghiêm qua, để mà Ngài coi trong đó, để Ngài nghĩa là xác định cái sở chứng của mình. Nhưng mà rồi Ngài không chờ đợi với tuổi già được, do đó Ngài nhập diệt sớm. 10 năm sau thì quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm mới đến nước Trung Hoa. Như vậy thì Ngài Trí Giả Đại Sư chỉ có duyên với kinh Pháp Hoa mà không có duyên với kinh Thủ Lăng Nghiêm. Giờ đây tất cả quý đại chúng và thầy đều có đầy đủ bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và có đầy đủ bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy mà mình không cố tu thì thầy hỏi quý vị còn đợi chừng nào nữa? Vô tận ý, Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế,
dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sinh. Quán Thế Âm đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban cho sự vô quý, cho nên cõi Ta Bà này gọi Ngài là vị Thí Vô Quý. Để chúng đều biết là Quán Thế Âm Bồ Tát do một cái nhân duyên đặc biệt từ vô lượng kiếp về trước đã được một cái vị Phật tên là Quán Thế Âm Như Lai đã dạy cho cái phương pháp là phản văn tự tánh. Tất nhiên là dùng cái pháp nhĩ căn, tất nhiên là cái tai của mình, thay vì nghe những âm thanh bên ngoài, Ngài lại dùng cái nhĩ căn của mình nghe những âm thanh bên trong. Nhờ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu cái pháp mà tam muội nhĩ căn quán âm viên thông, do đó khi mà Ngài thành đạt được tam muội này thì thề Ngài có thể hóa hiện được 32 ức ứng thân, và tùy theo chỗ mong cầu của chúng sinh mà tùy duyên hóa độ. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ công đức và đại oai thần để cứu vớt muôn loài chúng sinh qua khỏi khổ nạn và sự sợ sệt. Cho nên người đời thường gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Vô Quý Thí Bồ Tát. Vô Quý Thí có nghĩa là một cái vị mà Bồ Tát thương chúng sinh như con đẻ, ban cho tất cả những chúng sinh không còn sự sợ sệt, ban cho tất cả chúng sinh những cái điều an vui, những cái điều hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái đoạn kinh số 6. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lạng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi chân bảo pháp thí này. Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương xót chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương xót vô tận ý Bồ Tát này và tứ chúng, cùng trời rồng Dạ Xoa, Càng Thác Bà, Atula, Kakola, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, nhân và phi nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời, Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng, nhân và phi nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần. Một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế dạo đi nơi cõi Ta Bà. Lúc đó, Ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói rồi liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ trị giá 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận trân bảo pháp thí này. Vô tận ý Bồ Tát, sau khi mà Ngài hiểu được cái sự từ bi cứu độ muôn loài chúng sinh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nên vị vô tận ý này sanh tâm hoan hỷ, mới cởi cái chuỗi châu ngọc nơi cổ để cúng dường cho Ngài Quán Thế Âm. Thường thường tất cả những vị Bồ Tát đều có những cái vật báo như chuỗi ngọc hay là những cái tràng bảo cái, tràng phan,
để mà tự trang nghiêm lấy thân của chính mình. Thì cái sâu chuỗi của các Bồ Tát đây cũng là tượng trưng cho cao công đức pháp tài, trang nghiêm cho thân tâm của các vị. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đem sâu chuỗi này cúng dường cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là đem tất cả công đức hữu di tu từ vô lượng kiếp để sôi về bản tánh thanh tịnh vô di. A Di Đà Phật, tất cả đại chúng thấy rõ ràng không? Cái sâu chuỗi này là một cái sâu chuỗi công đức trang nghiêm của tất cả mọi chúng sinh, của tất cả mọi Bồ Tát đều có. Mà ngày hôm nay mình lấy những cái vật này để mình cúng dường đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bắt đầu mình học cái đạo hữu di từ những cái sâu chuỗi trang nghiêm thân mình. Bây giờ mình lần lượt mình bỏ nó để mình đi vào ở trong cái đạo vô di. Mà cái đạo vô di là cái gì? Tất nhiên là bản tâm thanh tịnh. Do đó, cái danh từ mà cúng dường sâu chuỗi đến Ngài Quan Âm, tất nhiên là mình đem những cái sở tài của mình, mình không còn bị buộc ràng bởi những cái phần đó nữa, mà mình bắt đầu mình đi trở vào ở trong cái bản tánh của mình. Hay nói đúng hơn là mình không còn tham luyến tài sản, danh lợi của thế gian. Mình mới đi vào trong bản tánh thanh tịnh được. Ngày xưa có một vị trưởng giả rất là giàu có đến một cái thiền viện bạch với thiền sư rằng: kính bạch thiền sư, con rất là muốn tu hành, nhưng mà con thưa thiệt với ngài, bây giờ cửa nhà của con rất là nhiều, thê tử con cũng rất là đông, con mà bỏ họ thì lòng con không xót, con không nỡ. Vì vậy mà khi nào mà tất cả những của báo này nó không còn nữa thì lúc đó con sẽ bắt đầu nghĩa là xin ngài xuống tóc mà để làm một vị tăng sĩ tu học. Thì vị thiền sư này trả lời rằng: trong con đường tu học là tất cả là tùy duyên. Nếu mà duyên của ông nó có đầy đủ thì chắc chắn rằng trong kiếp này ông sẽ được làm tăng sĩ như ý muốn. Trải đi một thời gian gần một năm, thì một hôm có một cái trận mà hỏa hoạn rất là lớn, nó cháy nguyên cả một cái thành ấp đó, và những cái căn nhà mà lộng lẫy của cái vị trưởng giả đó cũng bị cháy tiêu. Chẳng những căn nhà lộng lẫy bị cháy tiêu, mà tất cả thê thiếp nhi tử cũng đều bị cháy theo cái ngọn lửa. Thì lúc này vị trưởng giả mới đến chỗ vị thiền sư, quỳ xuống thưa rằng: kính bạch thiền sư, con rất đau lòng, bởi vì tất cả những của báo này con đã gầy dựng không biết là bao nhiêu năm bằng tất cả những cái giọt mồ hôi và nước mắt của con, cũng như là tình thương của con cho vợ con, cho con rất là mặn nồng. Ngày hôm nay tất cả đã trở về cát bụi, làm cho con lòng con rất là đau xót. Kính mong thiền sư dùng phép thần thông để mà giúp cho con tạo lập lại được tất cả những tài sản mà con đã mất, và giúp cho con tìm lại được nguồn hạnh phúc của chính con. Thì lúc bấy giờ vị thiền sư mỉm một nụ cười rất là từ bi. Ngài nói rằng lúc trước, theo mà thầy nhớ là cách đây khoảng một năm, con đã đến thưa với thầy rằng con sẽ quy y nếu mà tất cả những tài sản của báo nó đều nghĩa là không còn nữa. Thì ngày hôm nay chính là đến lúc rồi. Như vậy mà con còn mê đắm cõi hồng trần, con còn chưa chịu đi tu nữa, thì chừng nào con mới giác ngộ đây? A Di Đà Phật, một cái lời khai thị của một vị thiền sư đã thức tỉnh cái vị trưởng giả này, và vị trưởng giả này từ đó giác ngộ và đi tu, cho đến cái kiếp đó thì ngài thành đạo. Như vậy thì quý vị thấy rằng nhiều khi cái sự ước mơ của mình, nếu mà không có một cái người khác cảnh tỉnh thì chắc chắn rằng mình sẽ mơ hoài trong cái cõi thế gian này. Bằng chứng là quý vị đã thấy vị trưởng giả, tất cả tài sản vợ con đều bị cái quả thần nó thiêu đốt.
Nhưng mà khi mà đến lại quỳ trước mặt vị thiền sư, là đâu phải muốn quỳ xuống để đi tu đâu. Muốn quỳ xuống để nhờ vị thiền sư dùng cái tài phép để mà ổng tìm lại cái của cải, tìm lại tất cả những gì ổng đã mất, chứ ổng đâu có muốn đi tu. Nếu không nhờ sự cảnh tỉnh của vị thiền sư này, thì chắc chắn rằng những vị trưởng giả này suốt đời đắm chìm và trôi nổi ở trong cái dòng dục vọng, hay là trong cái dòng tài lợi của chúng sinh. Thì cũng chính vì thế mà sâu chuỗi của vị vô tận ý là tượng trưng cho vị vô tận ý không còn ưa muốn cái tài sản của chính mình nữa, mà bắt đầu muốn quay trở về nội tâm, là bắt đầu muốn tu vào ở trong cái bản tâm thanh tịnh vô vi. Nói một cách theo thiền đạo thì đây chính là lúc mà Bồ Tát vô tận ý đã trực ngộ và giác ngộ thật sự bản tâm A Di Đà Phật. Vì vậy mà tất cả quý vị thấy rằng nhiều khi cả nghìn người muốn nói chữ tu, nhưng mà đó chỉ là nói thôi. Và những người mà chỉ nói chữ tu mà chưa giác ngộ được cái cuộc đời này là vô thường, chưa giác ngộ được tất cả tài sắc danh lợi chỉ là huyễn ảo, thì quý vị nói chứ quý vị chưa làm được. Những người mà thật sự giác ngộ là những người đó đã sống trong sự đau khổ của sự chia ly, người đó đã sống trong cái sự mất mát tất cả tài sản, thì người đó mới thật sự có sự giác ngộ. Còn mình chỉ nói thôi, chứ mình chưa sống vào ở trong cái cảnh đó. Thành ra mình chưa có những cái giọt nước mắt trong những cảnh đó. Mình chưa có thể làm được điều này. Vì vậy mà những người nào đã thật sự sống trong cái cảnh khổ đó, thì họ mới trưởng thành và họ giác ngộ. Mà những người mà họ đã giác ngộ rồi, thì họ vào trong Phật Pháp, họ sẽ là pháp khí cho Phật Pháp. Tại sao vậy? Là tại vì họ sẽ là những người truyền đạo và những người tinh tấn nhất trên con đường mà trở về với cái bản tâm thanh tịnh. Khi ấy thì Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, Ngài vô tận ý thưa rằng: xin Ngài vì thương xót chúng tôi mà nhận chuỗi này. Bây giờ thì Phật mới bảo Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tứ chúng cùng Thiên Long Bát Bộ, quỷ thần, nhân và phi nhân mà nhận chuỗi ngọc đó. Khi mà Ngài vô tận ý mà cúng dường cái sâu chuỗi ngọc, thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài không chịu nhận. Tại sao? Cũng như chính quý vị, khi mà quý vị đến gặp một cái vị mà thiền sư, quý vị trình bạch để mà quý vị học pháp, thì không bao giờ vị thiền sư đó có thể gật đầu liền cho quý vị. Tại sao vậy? Là tại vì vị thiền sư đó muốn biết cái thành tâm thành ý của quý vị có phải học đạo hay không, hay là lại đây quý vị chỉ vì một cái chút mà kêu là nó có một chút nghĩa là thích thú về cái Phật đạo mà quý vị thưa thỉnh, chứ quý vị chưa phải thật sự là người tu. Do đó quý vị phải là ba phen thưa thỉnh thì vị thiền sư mới thấy được cái tâm ý quý vị, mới có thể nhận chịu dạy quý vị hay không. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Ngài vô tận ý mà Ngài đưa đầu tiên thì Ngài Quán Thế Âm đâu có nhận. Tại vì Ngài Quán Thế Âm muốn coi cái thiện ý của Ngài vô tận ý Bồ Tát, coi Ngài có thật sự thành tâm hay không. Và khi mà Ngài Quán Thế Âm thấy Ngài vô tận ý thưa rằng: xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận cái chuỗi ngọc này. Lúc mà vô tận ý thưa thỉnh một lần nữa, thì Bồ Tát Quán Thế Âm trong tâm Ngài đã nhận, nhưng mà Ngài chưa kịp nói. Thì lúc đó Đức Như Lai Ngài đã bảo Quán Thế Âm là: ông hãy thương xót Bồ Tát vô tận ý và tứ chúng mà nhận cái chuỗi ngọc này. Như vậy thì câu kinh này có ý nói là công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát bất khả tư nghì. Mọi chúng sinh đều nhờ Ngài cứu độ mà đạt đến cái sự viên mãn giác ngộ. Bởi vì những chúng sinh mà không được những đại thần lực của Ngài hướng dẫn, chắc là rất khó mà thấy được Phật tánh của chính mình. Đức Như Lai là bậc mà đã thông hiểu được quá khứ, hiện tại, vị lai,
Nên Ngài thấy được công đức rộng rãi này, nên Ngài mới bảo Ngài Quán Thế Âm nên nhận sâu chuỗi. Khi mà Ngài Quán Thế Âm nhận sâu chuỗi của Ngài Vô Tận Ý, tức là Ngài Quán Thế Âm đã đồng ý luôn luôn hộ niệm và tùy duyên để hướng dẫn cho chúng sinh này trở về cái bản giác của chân tâm. Quý vị thấy rõ ràng không? Khi mình không nhận của người cúng dường, mình đã nhận của người cúng dường thì mình phải có bổn phận dắt nhiều người đó, cho họ đi đến một cái cứu cánh giác ngộ. Cũng vì vậy, một cái vị thiền sư mà nhận một đám đệ tử, mà vị thiền sư này không dạy cho những cái vị đó đến nơi giác ngộ, thì cái lỗi vị thiền sư này rất nhiều. Do đó, nếu mình làm thầy, chẳng thà không nhận đệ tử. Mà nhận đệ tử rồi, thì cặp mắt của mình phải luôn luôn theo dõi từ tâm thức của vị đệ tử đó. Để chi? Để tìm cách để giúp cho người đệ tử này vượt thoát khỏi cái luân hồi và đến cái bờ giác ngộ. Chính vì vậy, trên cái cõi đời mạt pháp này, kiếm một vị thầy mà thương xót chúng sinh, kiếm một vị thầy mà yêu thương Phật tử rất là hiếm. Thầy, đối với thầy, thầy không có mong cầu đệ tử nhiều. Đối với thiền tông, thầy chỉ mong cầu một hai người, nhưng mà một hai người đó chứng thánh đạo. Còn hơn là thâu vô cả hàng ngàn người, rồi rốt cuộc những người đó, họ không có làm gì lợi ích cho đạo. Và sau cùng chính họ cũng rơi vào cái trong cái nẻo luân hồi. Thì như vậy có ích gì? Không ích gì cả. Các bậc đạo sư đến đây là vì dạy đạo, chứ không phải các bậc đạo sư đến đây vì tài sắc danh lợi của thế gian. Vì tài sắc danh lợi thế gian, chẳng thà ở trên cõi nước bàn cực lạc hưởng, còn hơn là đến đây. Đến đây là phải cứu độ. Đến đây là phải đưa chúng sinh trở về bản giác. Đó mới thật sự là một vị đạo sư. Khi mà chúng sinh được đại thần lực của Ngài Quán Thế Âm hướng dẫn, thì chắc chắn rằng trước hoặc sau, những vị này sẽ thấy được Phật tánh của chính mình. Vì vậy mà Đức Như Lai muốn Ngài Quán Thế Âm nhận sâu chuỗi, là muốn Ngài phải hoàn toàn hộ niệm và hướng dẫn chúng sinh này từ bỏ tất cả những niệm bất thiện, trở về cái niệm thiện, và sau cùng biến cái niệm thiện này trở về cái chân như. Quý vị thấy rõ không? Tất nhiên là đưa đến cái sự giác ngộ hoàn toàn đó. Tức thời Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân mà nhận sâu chuỗi đó, chia làm hai phần. Một phần thì dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, và một phần thì dâng cho tháp của Đức Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế dạo đi nơi cõi Ta Bà. Như vậy thì tất cả đại chúng trong room đã thấy rõ ràng cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này là một cái phương pháp để cho chúng sinh theo đó mà tu hành, tìm lại được cái bản tâm, hay là nó đúng theo cái thiền tâm, tìm lại cái bản lai diện mục của chính mình. Nếu không có Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hộ niệm và che chở cho, thì cái người hành giả tu đó khó mà thoát khỏi ma chướng và nghiệp lực. Hôm nay thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã nhận sâu chuỗi, tức là Ngài đã phát lòng từ bi vô lượng vô biên đối với tất cả chúng sinh. Và từ đây cho đến Ngài mà vượt thoát sinh tử luân hồi của mọi chúng sinh, điều thọ nhiều ân phước công đức của Ngài Quán Thế Âm ban cho. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chia sâu chuỗi hai phần. Một phần dâng cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng cho tháp của Phật Đa Bảo Như Lai. Đoạn kinh này có ý nghĩa rất là sâu xa. Khi một người phát tâm tu hành để phá bỏ những cái nghiệp chướng từ vô lượng kiếp, thì người đó trước tiên là không lẫn tiếc tiền tài sản, châu báu, à gì đà Phật,
Đại chúng thấy rõ không? Mình mà còn thương mến tài sản châu báu mình khó tu lắm. Tại vì sao? Tại vì những thứ đó nó làm cho tâm mình không được an tịnh. Như vậy thì người không còn lẫn tiếc tài sản châu báu, tức là cái người đó là cái người dân cái hạt châu. Và khi mà lòng không còn tham tiếc tài sản, danh vọng, luyến ái vợ con, thì tâm quan mới phát hiện. À, tâm quan đây tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện để mà nhận sâu chuỗi. Nhờ tâm quan phát hiện này mà tâm của chúng sinh lần lần thanh tịnh và tịch nhiên. À, quý đại chúng thấy rõ không? Nhờ cái tâm quan phát hiện này, tất nhiên là ngài nhờ ánh sáng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì tâm của chúng sinh lần lần thanh tịnh và tịch nhiên. Đây tức là dâng cái sâu chuỗi cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì chữ Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là thanh tịnh và tịch nhiên. A Di Đà Phật. Và nhờ sự thanh tịnh tịch nhiên này mà tâm chúng sinh lần lần phá các tướng sinh diệt. Tướng sinh diệt là gì? Tướng sinh diệt tất nhiên là tướng sanh tử đó. Quý vị thấy rằng những tướng nó sanh lên và nó diệt, nó nổi lên trong tâm của mình, nghĩa là từng sát na. Mà khi quý vị được cái sự thanh tịnh này rồi đó, thì tướng sinh diệt này nó không còn nổi nữa. Thì như khi mà cái tướng sinh diệt này nó không còn nổi nữa, thì như thế nào? Thì trong tâm của mình, cái bản tánh tịch diệt nó hiện tiền. Cái chỗ này gọi là đắc đạo đó. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì trong kinh nói rõ ràng lắm. Khi mà sinh diệt diệt rồi, thì tịch diệt làm vui. Tịch diệt làm vui là tận cùng của quả đạo. Đây tức là phần dâng chuỗi lên cho tháp báo của ngài Đa Bảo Như Lai. Bây giờ là lúc hành giả đã đạt được cứu cánh đại giác ngộ. Quý vị thấy ẩn ý trong kinh rất là sâu xa. Nếu mà mình đọc kinh mà mình không có ngồi xếp bằng, mình nghiêng ngẫm, mình suy tư, quý vị sẽ không bao giờ tìm ra được cái nghĩa lý này. Những nghĩa lý này rất là sâu xa. Đến những bậc đại đức tăng mà nhiều khi ngồi cũng chưa tìm ra được nghĩa lý này. Mà khi mà quý vị tìm được cái nghĩa lý này rồi, thì quý vị đi vào ở trong cái Phật tánh rất là nhanh, nhanh lắm, nhanh vô cùng. Mình đã hiểu rồi. Bởi vì Đức Phật tại sao ngài dùng những nghĩa lý sâu xa? Là tại vì ngài muốn rằng những cái người mà học Phật Pháp là những người phải nghiên cứu Phật Pháp. Nghiên cứu Phật Pháp thì quý vị phải hành Phật Pháp. Quý vị hành Phật Pháp, quý vị mới thành đạo. Còn bằng không thì quý vị chỉ bước chân ở ngoài cửa chùa, chứ chưa bao giờ vô trong chùa để mà thắp hương lễ Phật. Có nghĩa là chưa bao giờ thấy lại được cái bản lai diện mục của chính mình. Bữa nay thầy giảng rất là rõ ràng. Tại vì thầy mong rằng tất cả đại chúng đều phải giác ngộ, đều phải thoát khỏi sinh tử luân hồi. À, bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái bài kệ của ngài Vô Tận Ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng. Thế Tôn đủ tướng tốt, còn nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì? Tên là Quán Thế Âm. Đứng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp Vô Tận Ý. Ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thề rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua hay diệt khổ các cõi. Giả sử sanh lòng hại, sâu rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao. Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mồi chẳng chìm được. Hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quán Âm, như mặt nhật
treo không, hoặc bị người giữ rượt, rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến mảy lông. Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm Quán Âm, điều liền sanh lòng lành. Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, dao liền gãy từng đoạn. Hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gom cùng, do sức niệm Quán Âm, tháo ra được giải thoát. Nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm, trở lại trở hại nơi bổn nhân. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc, các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm, liền điều không dám hại. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm, vội vàng bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, liền được tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức chí diệu hay cứu khổ thế gian. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu, chí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết. Chân quán, thanh tịnh quán, chí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ Phật phá các tối, hay phục tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Lòng bi răng như sấm, ý tứ diệu đường, mây xói mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chủ quan, trong quần chẳng sợ sệt, do sức niệm Quán Âm, cừu oán đều lui tan. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải chiều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, Quán Âm bậc tịnh thánh, nơi khổ nào nạn chết, hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biệt biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là bài kệ do Bồ Tát Vô Tận Ý tụng đọc để mà trùng tuyên lại cái bản văn mà thầy đã giảng xong ở đoạn trên. Các đại chúng nào đọc tụng kinh Pháp Hoa, nếu mà hiểu rõ được bài kệ này thì phước đức vô lượng, và khi mà lâm chung sẽ nương cái tòa sen báo, hưởng cảnh an nhàn tịch lạc nơi cực lạc bang của Đức Từ Phụ A Di Đà Như Lai. Ở đây có cái phần mà thầy nhắc lại là diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Trong cái chỗ kinh này là ngài Quán Thế Âm Bồ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát tuyên dương cái diệu âm và quán thế âm,
phạm âm hải triều âm. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là một cái âm thanh, chứ không phải đây là một cái tên. Quý vị thấy rõ ràng, diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Bốn cái tên này là bốn cái tên thanh tịnh của trong cái bản tánh của tất cả đại chúng đang có. Bởi vì cái âm thanh diệu âm này, quý vị muốn nghe được cái diệu âm này, quý vị muốn nghe được quán thế âm này, quý vị muốn nghe được phạm âm và hải triều âm, thì quý vị phải ly đi cái tánh nghe bên ngoài. Quý vị ly tánh nghe bên ngoài thì tâm quý vị lần lần nó được thanh tịnh. Và do cái sự thanh tịnh này mà nó phát ra diệu âm. Những cái âm thanh mà trung bình thì gọi là diệu âm. Những cái âm thanh mà nó có cái nó có từng làn sóng mà nó có thể uyển chuyển là quán thế âm. Và những cái phạm âm, tức như là những cái âm thanh nó làm cho cái tâm của mình nó yên lặng, nó thanh tịnh. Bởi vì phạm âm là gì? Là cái âm thanh của những vị phạm thiên dương ở cõi trời sắc giới. Nhưng mà ở đây không phải là tiếng phạm âm của những bậc mà phạm thiên dương ở cõi trời sắc giới, mà đây là tiếng chân thật từ tâm của tất cả quý đại chúng. Hải triều âm cũng vậy. Hải triều âm là một cái tiếng nó phát ra từ chân tâm. Như vậy thì quý vị thấy có tiếng nào mà trong 24 tiếng đồng hồ không bao giờ ngừng nghỉ và tắt dứt? Chắc chắn là không có tiếng nào bên ngoài thế gian hết. Tiếng thế gian giàu là tiếng chuông, quý vị chỉ nghe không đầy nghĩa là 2 phút là nó đã tan biến mất rồi. Tiếng thế gian có những cái tiếng mà kêu là nó vang lên rất là lớn, chẳng hạn như tiếng sấm chớp hay là tiếng sấm nổ, thì quý vị cũng nghe được trong vòng nghĩa là chừng 5 phút. Hay là những trận mưa nó kéo dài khoảng chừng 1 tiếng thì nó chỉ nghe trong 1 tiếng mà thôi. Nhưng mà ngược lại, ở đây, cái diệu âm, quán thế âm, phạm âm và hải triều âm là cái tiếng miên diễn không bao giờ dứt mất ở trong tâm. Tiếng này là cái tiếng mà do cái bản tâm thanh tịnh quý vị được nghe nó. Và khi nào quý vị đã được nghe nó rồi thì cái tiếng này không bao giờ dứt mất cả. Bởi vì nó nằm ở trong cái chân tịnh, nó không có tướng sinh diệt. Còn tất cả những cảnh mà quý vị nghe bên ngoài, nó có tướng sinh, tất nhiên là quý vị đánh tiếng chuông là tướng sinh. Rồi khi nghe thoảng thời gian rồi nó đến cái chỗ mất đi, gọi là tướng diệt. Thành ra khởi đầu có một âm thanh là sinh, và đi đến cái chỗ mà mất cái âm thanh gọi là diệt. Như vậy thì chúng sinh nằm ở trong tướng sinh diệt, thành ra luôn luôn bị luân chuyển trong cái khổ não của sinh diệt. Như vậy thì khổ não của sinh diệt nó đưa chúng sinh về trong cái sáu cõi, kêu là gọi là luân hồi lục đạo. Còn nếu quý vị mà được bản tánh thanh tịnh, nằm ở trong cái tiếng diệu âm, quán thế âm, phạm âm và hải triều âm, là đương nhiên quý vị không xưng thánh, quý vị cũng là bậc thánh. Bởi vì quý vị đã ly niệm và quý vị đã sống ở trong hoàn toàn cái hải đảo chân tâm của chính mình. Và những tiếng này là những tiếng thanh tịnh, nó phát ra từ cái chân tâm thanh tịnh. Do đó tiếng này khi mà có người đặt câu hỏi với thầy, bạch thầy, như vậy thì tiếng này có mất không? Thầy trả lời lập tức không mất. Bởi vì tiếng có mất là tiếng sinh tiếng diệt. Mà tiếng sinh tiếng diệt tức như là tiếng không thường trụ. Không thường trụ là phải mất. Quý vị nào tu mà đạt đến cái chỗ mà diệu âm này nó phát khởi, cái quán thế âm và phạm âm hải triều âm phát khởi, thầy mừng cho quý vị đó. Là tại vì quý vị giàu không phải là cái bậc thánh cao, cũng là một cái vị tiểu thánh, là quý vị đã dông được cái thanh trần bên ngoài. Quý vị đã dông được, chỉ cần một căn quý vị nó dông được cái trần bên ngoài thôi, thì cái ngũ căn kia nó sẽ trở về thanh tịnh. Do đó khi mà Đức Phật dạy tu, quý vị nên nhớ rằng Đức Phật không có dạy quý vị gom hết lục căn mà tu, mà chỉ dạy quý vị tùy quý vị có thể tu theo căn con mắt, hay có thể tu theo cái căn tai, và những vị mà thuộc về cái ngành lương y thầy thuốc thì có thể tu theo cái phương pháp là theo cái pháp mà của cái tướng lưỡi là nám vị đó. Do đó quý vị chỉ cần một tăng căn quý vị tu, mà khi mà một căn nó quay về thanh tịnh rồi thì tất cả những căn kia nó đều quay về thanh tịnh. Mà khi nó hoàn toàn thanh tịnh, gọi là lục căn thanh tịnh, tất nhiên là quý vị lên cái tiểu quả A-la-hán. Đó là nói về tiểu thừa, là tiểu quả A-la-hán. Nhưng mà nói về đại thừa thiền tông thì nó không phải là tiểu quả A-la-hán, mà nó là bát địa Bồ-Tát. Quý vị thấy không?
quý vị thấy vị tổ bên Thiền Tông ngài Long Thọ, ngài trở về cõi Cực Lạc với cái quả là gì? Mới là quả kêu là Hoan Hỷ Địa Bồ Tát, là cái quả mới sơ địa thôi. Mà cái công phu của ngài, hạnh đức của ngài nó đã cao vời vợi như vậy, thì nói cái gì một cái vị Bát Địa Bồ Tát công đức hằng hà sa, đủ phước lành để ban cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ tất cả đại chúng đã hiểu được cái bốn âm thanh, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triều Âm. Đây là tức là cái tiếng thanh tịnh của chân tâm. Quý vị không thể nào tìm ở bên ngoài mà thấy được tiếng này, ngoại trừ ra quý vị phải thực hành thiền định, đi đến cái chỗ mà vô sở niệm, vô sở trụ, quý vị sẽ được cái âm thanh này nó phát ra. Mà khi mà âm thanh này nó đã phát ra rồi thì lục căn quý vị bắt đầu thanh tịnh. Và lúc đó dầu cho tất cả mọi chúng sinh không gọi quý vị là thánh thì quý vị cũng là thánh rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chư Nguyên Pháp lên đọc cái phần số 8. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Bấy giờ ngài Chỉ Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại, phổ môn thì hiện sức thần thông này, thì phải biết công đức đó của người đó chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này tất cả quý vị thấy ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài Trì Địa Bồ Tát ngài cũng là một cái bậc mà tu hành, dùng cái thân của mình để mà tạo công đức cho chúng sinh. Trong cái thời mà quá khứ chính ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài dùng cái công hạnh là ngài đi đến tất cả những phốn phường, những cái làng mạc mà thấy chỗ nào mà đất nó bị lúng mà dân chúng đi qua không được, thì ngài đem cái thân của ngài, ngài bỏ công ra, ngài làm cho cái đường đó nó bằng phẳng. Còn chỗ nào mà những sông rạch mà chúng sinh không có thể mà lội qua được thì chính ngài thầy đứng, ngài đứng ngay đó, ngài sẽ đưa chúng sinh đi qua, ngài lội xuống, ngài đưa chúng sinh đi qua khỏi những cái bờ đó. Do nhờ cái công hạnh đạo hạnh, cái cứu độ cho mọi chúng sinh, giúp đỡ cho mọi chúng sinh này, do đó ngài mới lên cái quả thập địa Bồ Tát, có nghĩa là Trì Địa Bồ Tát. Do cái nguyên nhân mà ngài Trì Địa Bồ Tát giúp đỡ nhiều chúng sinh, cho nên một vị Phật quá khứ đã khai ngộ của ngài cho ngài bằng một cái câu nó rất là đơn giản: con hãy bình tâm của con thì tất cả thế giới bình. Một cái câu rất là đơn giản nhưng mà đó là một cái câu giác ngộ cho ngài Trì Địa Bồ Tát. Ngài tưởng rằng ngài đi tất cả mọi nơi để ngài xây đắp giúp cho chú tất cả chúng sinh được cái sự an vui thì ngài sẽ đạt được cái sự giác ngộ. Nhưng không ngờ một cái câu của Đức Như Lai: khi nào con bình được tâm con thì tất cả thế giới bình. Cái câu nó rất là ngắn gọn. Và chính ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài đã thâm nhập được vào ở trong cái thiền ngữ này và ngài chứng đạo. Ngài đắc hoàn toàn cái vô sanh nhẫn. Thì trong cái pháp hội này, ngài Trì Địa Bồ Tát bây giờ mới thưa cùng với Đức Như Lai để biết công đức của phẩm kinh này. Và phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát này, bất cứ chúng sinh nào mà có nhân duyên thiện căn đầy đủ nghe được cái phẩm kinh này thì công đức bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị đây có nghĩa là không thể tính đếm được. Và công đức, và những công đức này nó sẽ giúp cho những chúng sinh đó đạt đến cái cứu cánh và niết bàn tịch diệt. Tất cả quý đại chúng thấy rằng trên thế gian này hầu như là gần 6 tỷ người,
Nhưng mà bao nhiêu người đọc được những kinh điển đại thừa của Đức Như Lai. Đến nỗi bây giờ có những vị tăng sĩ bên cái hàng tiểu thừa, các ngài cũng chưa có dịp nào để mà được chiêm ngưỡng, đọc tụng những cái kinh điển ở bên của đại thừa. Quý vị thấy không? Thành ra cái kinh sách của đại thừa nếu mà không có công năng, không có hữu duyên, khó mà đọc được. Mặc dầu kinh để đó, để trước mắt tất cả mọi người, nhưng mà mình không có mà cái cơ duyên đối với Phật Pháp, mình không có cơ duyên để tu, thì chẳng thà kinh đó nó bị bám bụi, chứ quý vị không bao giờ quý vị đưa cái bàn tay để quý vị lật ra xem. Thành ra lý do đó mà dễ biết một cái người tu hay không tu dễ biết lắm. Quý vị chỉ cần đến nhà có gì đó, quý vị nhìn lên cái chỗ mà bàn thờ Phật, quý vị dòm cái quyển kinh đó, nếu mà quý vị thấy nó không có bụi mà nó láng bóng đó, là mình biết có bàn tay của người mỗi đêm đưa lên để cầm quyển kinh mà để mà đọc tụng. Còn nếu mà dòm cái quyển kinh mà thấy bụi nó đóng, hay là nó chỉ có phớt một lớp bụi mỏng ở trên, là quý vị biết rằng ít lắm là cũng vài ngày nữa là cái vị thân chủ, cái vị mà thí chủ này chưa bao giờ cầm kinh để tụng hết. Do đó nếu mà mình không đủ phước duyên, mình không đủ phước báo, thì kinh đại thừa chưa chắc mình đã được dở để đọc một trang, đừng nói chỉ đọc hết cả một cái bộ kinh. Cái điều đó khó vô cùng. Vì vậy mà những người mà được đọc những bộ kinh này, những người mà nghe giảng những bộ kinh này, thì những người đó công đức có không thể nghĩ bàn. Và khi mà Đức Phật Thích Ca ngài nói đến cái phẩm của Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ ngài chưa có nói hết cái quyển kinh của Diệu Pháp Liên Hoa. Cái phẩm này không mà nó đã đủ công đức để mà chúng sinh phát cái bồ đề tâm, để mà thoát ly được sinh tử luân hồi. Bởi tại sao? Là tại vì sau khi nghe được cái phần kinh này, thì những chúng sinh đó họ đã hiểu được rõ ràng sự lợi ích của pháp tu Quán Thế Âm. Bởi vì họ hiểu rõ như vậy thì mới có thể đứng lên mà phát nguyện để mà tu thành Phật đạo. Trên đường tu mà quý vị mà phát tâm bằng một cách lơ là, quý vị dễ rơi rớt lắm. Quý vị phát tâm bằng cái lòng nhiệt thành của chính mình, bằng cái sự mà giác ngộ của chính mình, bằng cái sự mà quý vị muốn đạt đến cái cứu cánh là giải thoát, thì thầy bảo đảm rằng những người này là những người thành công, không bao giờ họ rơi rớt. Bởi vì tâm quý vị phát có một cái năng lực vô biên, bất khả tư nghị. Nó đã phát rồi thì nó là một cái đạo lực, nó là một cái ánh, nó là hào quang, nó là một cái tòa sen, và nó sẽ chở quý vị đến những cảnh giới là thanh tịnh, an nhiên. Còn nếu quý vị mà phát tâm lơ là thì giống như là quý vị phát tâm trong cái ngọn gió. Gió nó thổi cái lời quý vị đi rồi mất tiêu, ngày mai quý vị không còn nghe lại nó nữa. Do đó, khi mà quý vị không phát tâm tu, thì quý vị cứ việc ở bên ngoài cuộc đời, quý vị cứ việc hưởng tất cả những sự ngũ dục của thế gian đi, học tất cả những sự đau khổ và hạnh phúc của cuộc đời đi. Khi nào cảm thấy rằng giác ngộ hoàn toàn thì vào trong đạo. Vào trong đạo rồi thì phải nghiêm minh, trang nghiêm thanh tịnh bản thân của mình. Chẳng thà chết không bao giờ để mà nghĩa là phạm những cái đại giới của các chư tăng. Thế mà quý vị phạm giới của đại giới chư tăng rồi thì phải liền sám hối với tất cả những vị mà cao đức để người ta có thể gỡ cho quý vị. Còn bằng không kiếp đó quý vị chắc chắn đọa địa ngục. Bởi vì thầy đã nói rồi, quý vị có thể giấu tất cả mọi người mà quý vị không giấu được chính bản tâm của mình. Chính bản tâm của mình là cái vị quan tòa chân chánh nhất, nó sẽ hành tội quý vị lúc quý vị lâm chung. Do đó quý vị phải đọa địa ngục là cái điều mà thầy thấy trước tiên. Thành ra bây giờ vị nào nói có hay, nói có giỏi rồi, tới đó quý vị sẽ thấy. Quý vị thấy rồi nước mắt rơi thì đã trễ rồi. Do đó ngày hôm nay đại chúng thấy rằng được học qua cái phẩm kinh này là một cái sự mà thù thắng, và công đức của quý vị rất là nhiều. Thầy mong rằng qua cái phẩm kinh này quý vị phát bồ đề tâm để mà tu học. Những vị nào mà có phạm giới nên tìm đến những cái vị mà tôn đức lớn để mà mình phát lồ sám hối. Và từ đó tới sau mình quên đi cái dĩ vãng, nhờ những cái bậc tôn đức họ đã chứng minh rồi, mình sẽ thoát được những cái cảnh mà nó đau khổ trong cái tương lai.
Đức Phật không cấm quý vị ra đời. Đức Phật cho tất cả những người mà vào trong làm hàng tăng sĩ mà tu không nổi còn ưa mến cuộc đời, quý vị có thể ra đời sống một cuộc đời rất là nghĩa là giống như mọi chúng sinh. Và quý vị có trợ quyền trở lại để tu học với người nam thì thầy biết rằng trong 7 lần, với người nữ thì được 2 lần. Như vậy thì tại sao quý vị lại phạm giới ở trong đó mặc áo cà sa để rồi quý vị chịu đọa địa ngục? Có phải chăng đây là một cái sự mà kêu là ngu ngốc của chính mình? Thầy, lời thầy rất là chân thật, nhưng mà chân thật của thầy thì nó sẽ đụng rất nhiều người, nhưng mà thầy vẫn nói sự chân thật, bởi vì với thầy chân lý là trên hết. Thầy không thể nào giả dối để mà thầy có thể mà dối gạt chân lý được. Thầy nói sự thật chân lý đây rồi, ngày mai người ta có giết thầy, thầy cũng nói. Đó là chân lý mà thầy thể hiện qua cái đức tính của một người dạy đạo. Thầy không thể đi xa được cái đức tính của người dạy đạo. Chẳng thà thầy không mặc áo cà sa thì thầy có thể nói cái gì ở bên ngoài cũng được. Thầy đã mặc áo cà sa rồi thì thầy phải dạy cho tất cả mọi chúng sinh thoát được cái dòng sinh tử luân hồi. Và thầy dạy cho chúng sinh thoát được dòng sinh tử luân hồi thì không có lý do gì mà thầy phải vướng mắc ở lại trong cái cõi thế gian này. Đó là cái bổn nguyện của thầy. Ngày hôm nay hết cái bổn kinh Quán Thâm Bồ Tát, thầy rất là hoan hỷ và vui mừng. Bởi vì thầy thấy quý đại chúng là những bậc thiện tri thức, chịu lắng nghe, chịu đến để mà học kinh sách. Điều này đã giúp cho thầy có một cái nghị lực trên con đường mà hoằng pháp lợi sinh. Thì quý vị đã nghe tất cả những cái pháp âm của thầy, còn tất cả là 3 phần nữa. 3 phần nữa thì thầy tạm vắng mặt ở trên Bao Thoát, để là thầy làm Phật sự riêng cho cá nhân của thầy. Cá nhân của thầy đây không phải là cho thầy, mà là cho tất cả mọi Phật tử, cho tất cả mọi những người hậu học sau này. Thầy sẽ để lại những kinh sách nó có giá trị để cho quý vị sau này, nếu mà có dịp đọc được những cái bản kinh này, quý vị cũng có thể phát cái Bồ Đề Tâm, và quý vị biết được cái phương hướng để mà đi tu. Bởi vì chính thầy đến đây không vì ham lợi của thế gian, thầy đến đây không vì ham đệ tử đông, thầy đến đây một mục đích mà của thầy muốn là phải độ chúng sinh. Những người có duyên đến với thầy, thầy tìm mọi phương pháp độ tận những người đó. Và những người không có duyên thì chính Đức Phật cũng đã nói, ta đến thế gian này chỉ độ những người hữu duyên, chứ vô duyên làm sao thầy độ đây. A Di Đà Phật. Phẩm Đà La Ni thứ 26. Lúc bấy giờ, Ngài Dực Phương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo, bày vai hữu, chắp tay hướng Phật, mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng không thông lẽ, hoặc biên chép kinh, được bao nhiêu phước đức? Phật bảo Ngài Dực Vương: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì, dẫn đến một bài kệ 4 câu đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành thì công đức rất là nhiều. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy bắt đầu vào phần giảng của Phẩm Đà La Ni thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước tiên thì thầy giảng thế nào gọi là Đà La Ni. Thường thường quý đại chúng thường kỳ những cái kinh văn của kinh và
sau cùng thì có thể có một bài chú để kết thúc cái bài kinh đó. Chẳng hạn như bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì sau cùng có một câu chú là Uyết Đế Ba La Tăng Uyết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Thì những cái câu kinh đó là những cái thần chú gọi là Đà La Ni. Đà La Ni đây tức là tâm ấn của chư Phật, có một cái quay lực là hộ trì cho người tu hành. Tâm ấn này nó có một cái công năng là tiêu trừ những cái di tế niệm còn tàn ẩn trong thức ấm. Thì cũng như quý đại chúng đã biết rằng, khi mình tu, tất nhiên là mình phá đi cái ngũ ấm của mình. Cái ngũ ấm của mình thì nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi quý vị phá như vậy thì lần lần mình mới thâm nhập được vào ở trong cái tâm thanh tịnh. Và cái phần Đà La Ni này là một cái phương pháp hành trì, một phương pháp mà tu trì rất là nhiều năm, có thể suốt một kiếp đời của mình. Cái mục đích của nó là phá đi cái thức quẩn để mình có thể thâm nhập được vào ở trong cái Như Lai tạng của tự tánh. Một người tu hành giàu trải qua nhiều cái thắng hạnh tu hành, nhưng những cái di tế niệm, những cái phiền não, những cái tạp khí nó nằm ẩn sâu ở trong cái hàm tàng thức, nó nằm ở trong cái thức, thành ra quý vị khó mà có thể phá trừ được. Do đó mà phải nhờ cái oai lực tâm ấn chư Phật để mà tiêu trừ những di tế niệm này. Thì rồi thì tất cả quý đại chúng đã học qua cái phương pháp là diệu âm, và phương pháp duy trì cái diệu âm đó là phương pháp Quán Thế Âm. Nhưng những cái công năng này nhiều khi không đủ cái lực để tiến sâu vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Do đó người tu học Phật Pháp Hoa Tam Muội còn có những cái Đà La Ni để cho người tu Pháp Hoa Tam Muội có thể hành trì. Và nhờ những cái Đà La Ni này mà nó tiêu diệt đi những cái tạp khí, những cái quân tập từ vô lượng kiếp mà nó còn vẫn còn nằm trong cái tàn A Lại Gia Thức, trong cái phần thức ấm. Và tất cả đại chúng nhớ rằng khi mà quý vị phá trừ được thức ấm, tất nhiên là quý vị đã vào được ở trong cái Bát Địa Đại Bồ Tát. Và Bát Địa Đại Bồ Tát là cái người đã chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. Công năng của sự gia trì Đà La Ni là đưa tâm thể của người tu học đến cái trạng thái là vô phân biệt. Do tâm vô phân biệt cho nên vọng tưởng lần lần tiêu diệt và giúp cho người tu phá vọng mà chứng chân A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái công đức của Đà La Ni nó rất là lớn. Chẳng hạn như công đức của thần chú Thủ Lăng Nghiêm có cái oai lực không thể nghĩ bàn. Trong cái phẩm mà trong cái chương mà Đức Phật dạy cách mà làm cái đạo tràng và vào ở trong cái đạo tràng đó tu trong 100 ngày. Nếu người nào mà tính tâm đầy đủ và có sự thanh tịnh thì trong tu trong vòng 100 ngày có thể chứng được cái đạo quả tu đạo quần. Tất nhiên là quý vị đã từ cái bậc phàm mà đi vào bậc thánh. Do cái công năng của thần chú nó rất là cao dời dợi. Vì vậy mà có những người nhiều khi nghiệp chướng rất là nhiều, họ phải dùng những cái thần chú. Thần chú thì có những cái công lực nó khác nhau. Chẳng hạn như thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì cái công lực của nó là phá đi những cái phiền não, nó phá đi những cái tạp khí mà từ nhiều đời nhiều kiếp, và đồng thời nó cũng phá đi những cái sự mà trở ngại trên cái vấn đề ma chướng. Do đó cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm là một cái thần chú mà có thể nói là đặc sắc nhất ở trong cái kinh Đại Thừa Phật Giáo. Và khi mà người chứng được chân như, tất nhiên là đạt được cái sự tịch tịnh, thì không còn thấy ba cõi hiện bày, và tất cả cảnh hữu vi cũng không thể hiện thành. A Di Đà Phật, ngày hôm nay sở dĩ mình còn lưu trụ cái thân ở trong cái ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, là tại vì mình vẫn còn những cái phần di tế niệm mà nó hiện hành.
Bởi vì duy tế niệm nó hiện hành, thành ra nó tạo ra ba cõi. Quý vị nào mà chưa phá được phần thô, tức là cõi dục, thì tất nhiên là quý vị còn nằm ở trong cái cõi dục giới. Quý vị nào phá được phần thô, ly được cái cõi dục, thì quý vị nằm ở trong cái cõi sắc giới. Và những quý vị nào phá đi những cái di tế của sắc giới, thì quý vị sẽ nằm ở trong cái cảnh vô sắc giới. Như vậy thì ba cái cảnh trời này nó có nằm bên ngoài hay không? Thật sự nó nằm trọn vẹn ở trong cái bản tâm của tất cả mọi chúng sinh. Do đó mà tất cả những chư đại sĩ Bồ Tát cùng với tất cả Thiên Long Bát Bộ vị thần, nhân và phi nhân đều trì tụng thần chú. A Di Đà Phật, quý vị thấy ở trong cái thần chú, đại bi thần chú của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài cho rằng là ngày xưa lúc mà các chư Phật quá khứ dạy cho Ngài cái thần chú này, thì Ngài từ ở trong cái sơ địa Bồ Tát, Ngài nghĩa là nhờ tụng cái đại bi thần chú mà Ngài lên được cái bát địa Bồ Tát. Như vậy cái thần chú Đà La Ni này, cái công hiệu rất là vô cùng, nghĩa là hiệu lực. Trong kinh Phật có một cái câu chuyện là có một cái vị cư sĩ nam đó. Vị này đọc trong kinh văn, thấy rằng, nói rằng cái cõi của người Atula, người nữ rất là xinh đẹp tuyệt vời. Và cái vị mà hoàng hậu của vua Đế Thích là một cái vị cũng là nữ vương của hàng Atula. Như vậy thì vị này đâm ra cái tâm nghĩa là thương mến. Do đó hằng ao ước được mà gá nghĩa vợ chồng với những cái vị mà Atula nữ. Do đó nên mỗi khi mà cái vị này quỳ trước cái tượng Quan Thế Âm để mà cầu nguyện, thì hằng ngày đều cầu nguyện rằng làm sao để cho được như là kết nối cái lương duyên với vị Atula nữ. Có lẽ là do cái sự chân thành đó mà một đêm khi mà vị cư sĩ này nằm giấc mộng, thì thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài hiện ra trong cái giấc mơ và Ngài chỉ dạy rằng nếu con đó có cái lòng yêu mến Atula nữ, thì con hãy cố gắng hành trì cái thần chú đại bi trong vòng một năm, và sau một năm đó con có thể con đến cái những cái hang núi, con có thể ở nơi hang núi đó con trì tụng cái chú đại bi này thêm một năm nữa, tất cả là 2 năm. Cái vị cư sĩ này sau khi mà được Quan Thế Âm Bồ Tát báo mộng cho biết như vậy thì cố gắng hành trì, mỗi ngày đều tụng chú đại bi. Đúng một năm sau thì cái vị cư sĩ này mới đến một cái chỗ mà cái hang núi, và ở nơi đây thì tụng cái thần chú đại bi này thêm một năm. Và đúng một năm sau, tức như là 2 năm, thì tự nhiên vết đá nó phát cái hào quang. Và trong cái phát hào quang đó, vị cư sĩ này nghe một cái tiếng nổ rất là lớn, và những cái tảng đá này nó bị nứt ra và nó chừa đi một cái lối giống như một cái hang nhỏ. Và trong hang này cái hào quang phát ra sáng giới. Thì lúc đó vị cư sĩ này thấy ở trong hang bước ra một cái vị tỳ nữ Atula. Và vị này nói rằng phải ông là cái người trì cái thần chú và mong được kết duyên với Atula nữ hay không? Thì vị cư sĩ này nói rằng cái bổn nguyện của tôi là muốn như vậy, nhờ cô vào thông báo. Thì vị này trở vào ở trong đó và thông báo với vị mà Atula nữ vương. Khi mà thông báo xong thì vị Atula nữ vương mới mời cái vị cư sĩ này vào. Nhưng mà vị cư sĩ này không phải là đi một mình mà đi với 2 người bạn. Tại vì 2 người bạn này đi để mà ấn chứng coi cái việc mà cái vị này làm nó có sự thật hay không. Khi đó thì 3 người đồng đứng dậy và đi vào ở trong hang. Nhưng mà đi đến cái cửa hang thì cái vị Atula tỳ nữ này ngăn 2 cái vị mà bạn của cái vị mà trì chú lại. Nói rằng ở trong hang chúng tôi chỉ nhận những người trì chú Đà La Ni mới được nghĩa là đi vào. Còn quý vị chưa có bao giờ trì tụng chú Đà La Ni, thành ra chúng tôi không thể tiếp được. Và cái vị cư sĩ này đi thẳng vào ở trong đó. Và sau cùng thì cái hang đá này,
cái hào quang nó chợt tắt và cái cửa động nó đóng lại, thì dòm cái hình thể là núi và sẽ không bao giờ mà quý vị có thể vào lại, vào ở trong cái hang động nó lại được. Bởi vì cái loài Atula mà ở trong hang động là loài này cũng là thuộc về cái loài nghĩa là trung phẩm rồi. Thường thường ở tất cả những cái núi nào cũng có Atula ở hết, nhưng mà tại vì con mắt trần của mọi chúng sinh không thể thấy được, chỉ trừ có cái nguyện lực hoặc là có sự trì chú mà quý vị có thể tiếp xúc được với hàng Atula nữ. Bây giờ nói về cái Đà La Ni. Đà La Ni thì nó có cái bốn loại. Thứ nhất gọi là Văn Đà La Ni. Văn Đà La Ni là có nghĩa là mình trì tụng kinh điển giáo pháp của chư Phật. Mình trì tụng kinh điển giáo pháp của chư Phật để mình theo đó tu hành, thì cái danh từ của nó gọi là Văn Đà La Ni. Thứ hai đó là nghĩa Đà La Ni. Có nghĩa là mình trì tụng kinh Phật và mình hiểu thông tất cả những nghĩa lý của kinh đó, gọi là nghĩa Đà La Ni. Và thứ ba gọi là chú Đà La Ni. Cái chú Đà La Ni này tức là một cái thần chú, một cái tâm ấn của chư Phật. Thường thường chư Phật nói chú ra là vì chư Phật có cái tâm từ bi, muốn dùng cái mặt chú này để mà tiếp dẫn cho chúng sinh. Do đó các chư Phật nói ra mặt chú này, gọi đó là chú Đà La Ni. Thứ tư gọi là nhân tướng Đà La Ni. Nhân tướng Đà La Ni tất nhiên là và mình thấu được cái thực tướng của các pháp trong kinh, những cái lời nói trong kinh, gọi là nhân tướng Đà La Ni. Thường thì các Đà La Ni là một cái tâm ấn và được nghĩa là được truyền lại từ các chư Phật. Ngoài các chư Phật còn có các chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Quỷ Thần và những vị mà Kim Cang Tạng. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thần chú ở con người cũng có thể tạo được thần chú, nhưng mà ở con người không thể gọi là cái tên là Đà La Ni, mà gọi là chú thuật hay là gọi là bùa ngải. Còn chú Đà La Ni là do những cái bậc mà bậc trên, thiên tiên, các chư quỷ thần, các chư Bồ Tát, chư Phật. Lúc bấy giờ thì Ngài Dược Dương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài giai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử hoặc là biên chép quyển kinh thì được bao nhiêu phước đức? Đoạn kinh này cho biết rằng Ngài Bồ Tát Dược Dương vì thương tứ chúng và những người hậu học trong đời mạt pháp này mà Ngài đứng lên, Ngài bạch hỏi với Đức Thế Tôn về công đức của người thọ trì kinh pháp quá. Chúng nên biết rằng kinh điển là một cái lý nhân quả chân chánh, chứa đầy công đức thiện phúc. Nó được từ kim khẩu của Đức Như Lai thuyết âm ra, nên có công năng quán chuyển tâm chúng sinh từ ác thành thiện, từ thiện chúng đã đạt được giác ngộ hiện tiền. Bởi vì mỗi quyển kinh có công đức thắng diệu riêng biệt, riêng cái quyển kinh Pháp Hoa này thì nó có một cái công đức là đưa cái người tu đạt đến cái tri kiến Phật tánh. Cũng như kỳ trước khi mà khởi đầu trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì thầy có nói rằng cái quyển kinh này có công năng là đưa cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là đưa cho chúng sinh trở về cái bậc về bản giác, bản tâm thanh tịnh của chính mình. Và nhờ vậy mà giải thoát hiện đời. Để minh định cái công đức này, Đức Dược Dương Bồ Tát đã đặt câu hỏi về công đức với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Phật bảo Ngài Dược Dương Bồ Tát, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường 800 muôn ức hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó được phúc đức nhiều không? Ngài Dược Dương đáp rằng, thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói tiếp, nếu có thiện nam, thiện nữ ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến bài kệ 4 câu, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất là nhiều. Qua đoạn kinh này thì quý đại chúng đã thấy Đức Phật đã xác nhận công đức thù thắng của kinh, và so sánh công đức cúng dường 800 muôn ức hằng hà sa Đức Phật với công đức trì tụng kinh nhẫn đến bài kệ 4 câu thì công đức của người trì kinh tu hành rất là nhiều. A Di Đà Phật, tại sao mà trì kinh Pháp Hoa được những công đức thắng diệu như vậy? Là bởi vì cái kinh Pháp Hoa là một cái kinh điển đại thừa đưa chúng sinh từ phàm trở về các bậc thánh.
và đưa chúng sinh từ bậc thánh trở đến cái trở thành một cái bậc giác ngộ. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng công đức này rất nhiều. Khi mà một công đức, Đức Phật dùng chữ rất nhiều, có nghĩa là một cái công đức không thể đếm được. Khi mà Đức Phật dùng cái công đức, Đức Phật nói đây là một công đức rất là nhiều, thì tất cả quý đại chúng nên biết rằng cái công đức này không thể nghĩ bàn. Bởi vì Đức Phật không dùng một con số để mà tính đếm công đức. Mà không dùng con số để tính đếm công đức, tất nhiên là công đức rất là nhiều. Quý vị mà làm bố thí, quý vị mà làm phước, mà vẫn còn thấy rằng mình làm phước, mình làm bố thí, tất nhiên là có con số để đếm, tất nhiên là công đức đó không nhiều. Tất cả quý đại chúng làm phước mà mình không thể đếm được cái phước của mình đã làm ra, thì công đức đó mới là công đức thậm thâm và công đức mới là gọi là rất nhiều. Lúc đó thì Ngài Dược Dương Bồ Tát mới bạch cùng Đức Phật rằng: Thế Tôn, nay con xin cho người nói kinh Pháp Hoa này Đà La Ni để mà giữ gìn A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Ngài Dược Dương Bồ Tát là một quý vị Bồ Tát đã có nhiều kinh nghiệm trên con đường tu, và qua cái phẩm mà Dược Dương Bồ Tát, quý vị thấy Ngài đã từng đốt thân để mà cúng dường tán thán của Đức Phật. Do đó Ngài có nhiều cái công năng, và những cái công năng đó nó tạo thành những cái Đà La Ni giúp đỡ cho chúng sinh rất nhiều trên con đường tu hành. A Di Đà Phật, thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ vâng. Lúc đó Ngài Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để giữ gìn đó. Liền nói chú rằng: An nhĩ mạn nhĩ, ma nệ ma ma nệ chỉ lệ, già lê đệ, sa mế sa lý đa vĩ chuyên đế, mục đa lý, ta lý, a vĩ ta lý, tăng lý, ta lý sa dệ, a sa dệ, a kỳ nhị chuyên đế sa lý, đà la ni, a lư, già bà ta kỵ, đá tỳ sa nhị, nể tỳ thế, a tiện đa la, nể lý thế, a đàn, giá ba lệ thâu địa, âu cu lệ, mâu cu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, phật đà tỳ kiết lợi, diệt đế, đạt ma, ba lợi sa đế, tăng già, niết cu xà nệ, bà xá thâu địa, mạng đá lạ, mạng đá lạ xoa dạ đa, bu lâu đá, bu lâu đá kêu xá lược, ác xá lạ, ác xoa dạ đa dạ, a bà lư, a ma nhã, na đa dạ. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của 62 ức hằng hà sa Đức Phật nói: Nếu người xâm hủy pháp xứ này thì là xâm hủy các đức Phật rồi. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, Dược Vương, ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái thời mạt pháp này, nếu mà người tu hành không nhờ chư Phật, chư Bồ Tát hộ niệm, thì sự tu hành dễ bị chướng nạn, và những tập khí nhiều đời nhiều kiếp sẽ hiện ra làm cho chướng đạo, ngăn cái đường tu cho người tu hành đến tiến đến cái đạo quả Niết Bàn. Vì hiểu được điều này cho nên Ngài Dược Dương Bồ Tát Ngài liền trì tụng chú Đà La Ni mà quý vị vừa nghe cho Nguyên Pháp đọc, để cho người trì tụng nhờ cái oai lực thần chú này gia hộ
để tiêu đi những cái nghiệp chướng nhân quả nhiều đời, nhiều kiếp. Như vậy thì đại chúng thấy rõ, có nhiều khi mình dùng tất cả những cái công năng, những cái sức lực của mình để mình đi vào trong cái thiền định. Điều cốt yếu là mình phá đi những cái vọng tưởng để mình trở về cái cảnh giới thanh tịnh của cái chân tâm. Nhưng mà những cái tập khí và những cái nhân quả, những cái nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp, nó nằm sâu ở trong cái phần của thức ấm. Do đó quý vị chưa có phá được. Bởi vì khi tu là quý vị phải phá từ lần. Trước hết là người tu phải phá phần sắc ấm. Khi mà sắc ấm đã phá xong mới tiến lên phá phần thọ ấm. Và cứ như thế từng tự mà phá đến cái thức ấm, thì quý vị mới đi đến cái cảnh giới là cái niết bàn tịch tịnh. Kỳ rồi thì Chân Bảo Pháp có hỏi là đầu sào tâm trượng, tức là cái chỗ mà các chư thiền sư phải phá cái phần thức ấm. Nếu mà đầu sào tâm trượng là quý vị đã vượt qua tất cả, nhưng mà phần thức ấm quý vị chưa vượt qua, thì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái vô minh đen tối, chưa có thể mà thấy được cái Phật tánh chân tâm của chính mình. Đức Dược Dương còn cho biết rằng thần chú này là của 62 ức hằng hà sa, các Đức Phật nói. Nếu có người xâm quỷ vị Pháp Sư tu hạnh Pháp Hoa, thời tức là xâm quỷ các Đức Phật rồi. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái nghĩa kinh rõ ràng, thần chú này phát sinh là từ 62 ức hằng hà sa công đức tịnh bạch. Thầy dùng cái danh từ hằng hà sa công đức tịnh bạch, có nghĩa là từ cái công đức trong cái bản tâm của mình. Và nó có công năng, nó làm cho những cái di tế niệm chúng sinh tiêu trừ, hay nói đúng nghĩa hơn, đây tức là lục thập nhị kiến. A Di Đà Phật, đây là một cái danh từ mà tất cả chúng sinh đều có ở trong cái tâm của mình. Trong cái lục nhập thị kiến này, có nghĩa là 62 điều phát khởi, nó đều đầy đủ trong tâm của chúng sinh, và nó được quy kết lại để trở thành cái tam kiến. Thường thường quý vị thấy cái tam kiến của mình nó có gì? Trước hết là ngã kiến. Ngã kiến tức là quý vị có chấp có thân, chấp có cái ta. Đây là cái chỗ mà ngã kiến. Do đó cái người tu là mình phải phá cái chấp này, phá ngã. Thứ hai là đoạn kiến. Đoạn kiến là như thế nào? Là chúng sinh đó chấp có cái, chấp chẳng có thân tâm và chẳng có luân hồi. Khi mà mình chết rồi là mình trở về với cát bụi, chẳng có còn một cái sự nào gọi là tái sinh. Có nhiều đạo thuyết, trong 96 đạo thuyết của Ấn Độ, nó đã thuyết giáo với con người điều này. Do đó nó nói rằng con người sống là phải hưởng thụ, bởi vì chết rồi không còn trở lại. Đây là những cái phần đoạn kiến của ngoại đạo. Thứ ba là thường kiến. Tất nhiên là có những cái giáo pháp chấp rằng cái thân tâm này nó tồn tại vĩnh cửu. A Di Đà Phật. Nó tồn tại vĩnh cửu là khi nào quý vị biết tu thì cái chân tâm này nó tồn cả tại. Còn cái chân tâm này nó vẫn bị tiêu diệt nếu quý vị bị thất tình lục dục cái chi phối. Hôm nào nếu có thời giờ thầy giảng về cái sự tan hoại của một cái chân linh nếu mà mình bị cái thất tình lục dục chi phối. Vì vậy mà riêng cái phần mà ngã kiến đó, nếu mà suy rộng ra về ý tưởng, thì trong cái phần ngã kiến không, nó có tất cả là 60 định kiến. Và 60 định kiến này nó cộng với thân kiến, nó cộng với cái đoạn kiến và thường kiến. Thành ra nó có tất cả là 62 định kiến. Nhưng mà 62 định kiến này khi mà nó quy chân thì nó như thế nào? Thì nó phát sinh ra công đức hằng hà sa. Quý vị thấy không? Do đó trong cái Phật Pháp nó nói một câu sao? Vọng tức là chân, nha. Rồi sao nữa? Vọng tức là chân. Rồi bây giờ còn câu nữa là phiền não tức là bồ đề. A Di Đà Phật. Khi quý vị mê thì những cái phiền não này nó giống như là những sợi dây mà trói cột, mà nó làm cho quý vị vướng mãi ở trong cái trần lao, không có ra được.
Nhưng mà khi mà quý vị đã tỉnh rồi, quý vị sẽ biến những cái niệm này nó thành những cái niệm bạch tịnh, thành những cái niệm thanh tịnh. Do đó quý vị đã biến cái phiền não của quý vị nó trở về cái bồ đề tự tánh. Do đó cái người mê và người ngộ chỉ ở điểm này, không có gì khác hết. Người mê thì nhìn ra bên ngoài để mà tìm Phật. Còn người mà giác ngộ thì dòm trong tự tánh để thấy rõ ràng tất cả mọi công đức hằng hà sa ở trong tự tánh đều tròn đầy. Thành ra cái người mê thì đi tìm Phật bên ngoài. Còn người giác ngộ không cần phải bước đâu xa cũng thấy cái đức Phật của mình nó hiện tại ở trong tâm. Mê ngộ là chỗ này. Do đó người tu Pháp Hoa, tức là người đưa 62 cái định kiến này trở về cái bổn ngã chân tâm. Nên có người hủy dục người tu, cũng như là đồng thời hủy dục 62 tánh chân thường tịch tịnh của bản tâm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong kinh sách cái nghĩa lựa luận rất là cao. Do đó khi mà mình đọc tụng kinh sách đó, mà mình còn có một cái niệm mà bị phân tâm, quý vị khó hiểu được cái nghĩa lý của tâm trong cái kinh lắm. Do đó khi nào mà tụng kinh, quý vị hãy dẹp tất cả những niệm trần lao ở bên ngoài. Tất cả những cái điều gì mà không được an ổn, thì trước khi đến chùa, quý vị hãy để nó ngoài sân chùa. Mình vào ở trong lại Phật với một cái tâm trang nghiêm và thanh tịnh. Thì có trang nghiêm và thanh tịnh. Cái thật tướng của chân pháp, nếu quý vị chỉ dùng một chút vọng tưởng mà quý vị suy tìm, và ngược lại, nếu mà quý vị dùng một cái niệm rất là thanh tịnh, quý vị soi thấy thật tướng muôn pháp hiện. Khi đó thì Đức Phật khen ngài Dược Dương Bồ Tát rằng: hai thai Dược Dương, ông thương xót muốn ủng hộ các vị pháp sư đó, nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích nơi các chúng sinh. Tất cả đại chúng nên biết rằng ngài Dược Dương Bồ Tát trong vô lượng kiếp ngài đã từng tu tập và trì tụng cái chú Đà La Ni này, cho nên ngài mới có kinh nghiệm hành trì và biết được công đức thù thắng của cái thần chú này, nên ngài mới giúp cho cái người hành giả tu Pháp Hoa để mà thăng tiến trên con đường giải thoát. Quý vị thấy không, chúng sinh đó, nếu mà còn cái tâm mà ganh tị, cái tâm ghen ghét đó, khi mình có cái gì hay đó, mình ít có bao giờ mình chịu trao cho chúng sinh lắm. Cái gì mà hay đó mình muốn giữ cho mình. Mà bây giờ tới gần lúc mà chết rồi đó, mình không giữ cho mình được đó, thì mình kêu con, kêu cháu lại, mình trao lại cho những con cháu của mình. Chứ không bao giờ mình trao cho người ngoài. Thì nó là như vậy. Những cái phép mà thần thông biến hóa mà vĩ đại, hay là những cái phần nào mà nó về thuộc về cái phần mặt đó, là coi như là giữ lại hết, không muốn trao. Thì ở đây quý vị thấy rằng ngài Dược Dương ngài đã hành trì cái thần chú này từ lâu xa, và ngài thấy được cái công năng của thần chú này. Do đó ngài bây giờ ngài mới đưa ra cho mọi chúng sinh tu hành. Đây là một cái tâm đức lớn của những cái vị Bồ Tát, không bao giờ che giấu pháp. Tất cả đại chúng đừng bắt chước ông Châu Bàn Đà Lợi mà giấu pháp, để sau này trở về thành một cái vị mà tăng sĩ ở trong tăng đoàn của Đức Phật, mà đọc cái câu kinh trước thì lại quên câu kinh sau. Bởi vì ngài là một vị đại pháp sư mà cái tâm còn bỏng sẻn, sợ rằng đại chúng hơn mình nên giấu pháp. Do vì ngài Dược Dương Bồ Tát có lòng từ bi cứu độ, nên ngài mới chân thành truyền lại cái tâm chú này. Do đó trên đường tu hành, ngài Dược Dương Bồ Tát ngài đã nhờ tâm chú này mà tiêu trừ tất cả tạp khí để giác ngộ hoàn toàn bản tâm. Vì vậy khi được thần chú này thì người tu trì kinh Pháp Hoa cố gắng gia trì thì công đức không thể nghĩ bàn. Thầy mời Chân Nguyên Pháp lên. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ ngài Giống Trí Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư đó được chú Đà La Ni này, hoặc Dạ Xa, La Sát, hoặc Phú, Đan Na, hoặc Cát Giá, hoặc Cô Bàn Trà, hoặc Ngạ Vĩ vân vân, rình tìm chỗ dở của pháp sư, không thể được tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Ta lễ Maha Ta lễ Út chỉ Mục chỉ A lệ
A-la bà lệ, niết lệ đề, niết lệ đa bà đệ, y trí nghĩ, vi trí nghĩ, chỉ trí nghĩ, niết lệ trì nghĩ, niết lê trì bà đệ. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của Hằng Hà Sa, các Đức Phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thì là xâm hủy các Đức Phật đó rồi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ thì ngài Võng Thí Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư này được thần chú Đà La Ni này mà các quỷ Dạ So, La Sát hoặc là Phú Đăng Na, Cát Giá hoặc Cu Bàn Trà, ngạ quỷ rình chỗ dở của pháp sư thì không được tiện lợi. Đại chúng nên biết rằng ngài Võng Thí Bồ Tát lòng từ bi như là biển cả. Nhiều kiếp ngài đã lợi mình và lợi người, hằng ban bố những cái pháp mà vui thắng diệu cho tất cả muôn sinh linh. Do đó hôm nay thấy được ngài Dược Vương Bồ Tát truyền tâm chú cho người tu, nên ngài rất là hoan hỷ, phát tâm đại lực vô thượng để mà ban cho những người tu kinh Pháp Hoa về tâm ấn chú để tự giữ mình. Như đại chúng đã biết rằng người tu hành trên đường tu ngoài nhân quả, nghiệp lực còn phải đương đầu với những loài la sát quỷ, Dạ So và các quỷ dữ như là Phú Đăng Na hoặc là Cát Giá, Cu Bàn Trà. Cái chữ mà Phú Đăng Na, Cát Giá, Cu Bàn Trà, những cái loại dữ quỷ này nó rất là dữ. Phú Đăng Na là nó chuyên hành những cái cơn bệnh sốt, Cát Giá nó cũng vậy, là những cái loài quỷ mà nó hành bệnh. Còn Cu Bàn Trà là một cái loài quỷ nó rất là dữ tợn. Cái loài quỷ này trong cái phẩm kinh mà lúc trước thầy cũng đã nói, trong cái ngôi nhà mà lúc mà bị cháy đó, quỷ Cu Bàn Trà ra ngồi mà để ăn thịt người đó, cái con quỷ này cũng rất là dữ. Những cái loài quỷ thần này á, nó làm cho cái người mà tu hành đó bị bệnh hoạn, và nó muốn người tu hành bệnh hoạn để mà cái tâm trí á, luôn luôn á, lo lắng về cái số mạng của mình, về cái bệnh của mình mà không được an tịnh để mà tu hành. Và nếu mà cái người mà không có hiểu được thì sẽ lo lắng như vậy, thì rốt cuộc rồi thì cũng mất mạng. Hoặc là cái loài quỷ này nó sẽ tìm những chỗ sơ sót của người tu mà nó thị phi, làm cho những người chung quanh người ta ngờ vực cái vị tu này và họ mất lòng tin. Để giúp cho cái người tu tránh được những cái quỷ nạn này cũng như là những cái thị phi nhân ngã mà do những cái quỷ này nó nhập vào trong con người, nó thấy quá, thì ngài Võng Thí Bồ Tát ngài mới truyền cái tâm chú này. Và cái tâm chú này ngài Võng Thí Bồ Tát có được là do Hằng Hà Sa các Đức Phật từ xưa đã truyền lại. Vì vậy mà những người nào xâm phạm đến cái người tu Pháp Hoa, tức là xâm phạm quỷ bán các chư Phật dạy. Vì vậy thì khi mà tất cả đại chúng trì theo cái câu thần chú ngài Võng Thí Bồ Tát cho, và nếu có những cái chúng sinh nào mà xâm quỷ thị phi thì giống như là đã thị phi Hằng Hà Sa chư Phật, mà cái hành trạng mà xâm phạm quỷ nhục các chư Phật thì quý vị biết rằng cái đời sống của mình sau khi mà bỏ cái thân này trở về các bụi, quý vị sẽ đọa vào trong những cái từng địa ngục rất là sâu thẳm. Thành ra những người đó mất đi cái bản tánh của mình sẽ không bao giờ tìm lại được bản tánh của mình, bởi vì Phật tức là bản giác. Người mà quên đi cái bản giác của mình, người mà quỷ bán cái bản giác của mình thì chắc chắn là người đó sẽ đọa rất là sâu. Do đó trên con đường tu, quý vị mà thấy người nào quỷ bán Phật Pháp Tăng, nên khuyên họ phải cố gắng thân khẩu ý cái thanh tịnh trở lại, và đồng thời vì họ, mình phải vì họ, thương xót họ mà hàng ngày cầu nguyện và sám hối để cho những người này họ không rớt vào ở trong cái tận cùng của địa ngục đau khổ. Nhiều người họ chưa hiểu được Phật Pháp, do đó những gì đáng ghê sợ, những gì các chư Bồ Tát chừa bỏ thì họ lại dấn thân vào. Bởi vì chỗ mà họ dấn thân vào là chỗ họ không biết, mà khi mà họ biết rồi
thì cái quả báo nó cũng đã đến rồi. Bởi vì nhân nào thì quả nấy. Quý vị đã tự tay mình dung những cái hạt mầm của cây ớt, thì quý vị phải ráng mà chịu ăn những cái ớt chay. Đó là cái lý nhân quả nó rõ ràng. Người nào mà xâm quỷ bán cái chân tâm của mình, thì coi như người đó đã cắt đứt đi cái Phật tánh của chính mình. Còn mong gì mà thành thánh, thành tiên hay là thành Phật nữa. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ vâng. Bây giờ tùy môn tâm tâm vị trời hộ đề Bà Tuệ Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sanh hộ trì pháp tư đó mà nói Đà La Ni này, liền nói chú rằng: A lệ na lệ, đâu đa lệ, A na lư, na lý, tô na lý. Thế Tôn, dùng thần chú này ủng hộ pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai họa. A Di Đà Phật, con xin kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc bấy giờ ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương là vị trời hộ đời bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ cho vị pháp sư mà nói chú Đà La Ni. Thế Tôn, thần chú này ủng hộ người tu, và chính con cũng ủng hộ vị trì kinh này, làm cho khoảng trăm do tuần không còn các tai họa. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái kinh Pháp Hoa này công đức không thể nghĩ bàn. Trên thì được chư Phật, chư Bồ Tát hộ niệm. Dưới thì được chư thiên, chư quỷ thần ủng hộ. Bây giờ vị thiên tử này là thủ lãnh của bốn vị thiên dương, của cõi trời tứ thiên dương. Sau khi mà vị thiên dương này thấy tất cả những vị Bồ Tát truyền tâm chú và phú chúc cho người tu Pháp Hoa, thì những vị thiên tử này cũng phát cái tâm Bồ Đề thương xót chúng sinh, nên đem thần chú của chính mình tạo ra mà ban phát cho chúng sinh. Tất cả đại chúng nên nhớ rằng cái thần chú của các chư thiên đó, mà nhất là ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một vị thiên chủ. Trong bốn vị thiên vương thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một cái vị thủ lãnh tứ thiên vương. Do đó mà cái vị này khi mà đưa ra một câu chú giống như là một cái sắc lệnh của một vị, nghĩa là quốc vương ở tại cái nước ở dưới thế gian này, thì quý vị thấy rằng một cái quốc lệnh của quốc vương thì đâu có ai mà không thi hành. Thì cũng như vậy, cái thần chú mà của vị mà Tỳ Sa Môn này là chính giống như một cái sắc lệnh của một vị thiên vương. Và sắc lệnh này, trong cái sắc lệnh này là khuyên nhủ tất cả những chư thiên cõi trời tứ thiên vương, cũng như tất cả các chư quỷ thần thuộc cái quyền kiểm soát của cõi trời tứ thiên vương hằng gia hộ cho người tu kinh Pháp Hoa. Mà thần chú của chư thiên vương như là một cái ngọc ấn sắc chỉ, do đó mà khi mà đã truyền ban rồi thì nó rất là nhiệm màu. Quý vị thấy rằng những kinh chú của những cái vị thiên tử nó quý vị mà tu mau lẹ lắm, rất là mau lẹ. Và tại vì những cái thần chú này là nó từ cái giống như một cái sắc lệnh của thiên tử, và những vị quỷ thần mà dưới quyền trông coi của cõi trời tứ thiên vương là phải phục lệnh ngay. Do đó quý vị mà tu, mà quý vị chỉ cần nhớ cái thần chú của Tỳ Sa Môn Thiên Vương là A Lê, Na Lê, Nâu Na Lê, A Na Lư, Na Lý, Câu Na Lý, nói ngắn như vậy thôi, quý vị thầm đọc tụng thì sẽ được cái sự ủng hộ của cái vị thiên tướng này, thiên vương này, cùng với tất cả những cái chư quỷ thần. Và đồng thời cái vị này tự hiện thân ủng hộ cho quý vị nếu quý vị có những cái cần cầu xin và tai nạn. Và trong cái khoảng 100 do tuần thì tất cả những cái điều mà hoạn nạn nó không bao giờ xảy đến với quý vị. Theo ở trong kinh sách đó, thì một cái do tuần nó là khoảng là 9216 thước. Như vậy là 100 do tuần nó cũng là rất là một cái khoảng rất là lớn. Trong cái khoảng đó, cái phạm vi đó là tất cả chư thiên đều gia hộ cho quý vị, khiến cho tất cả những chư quỷ thần nào
nhất là những cái loại quỷ thần mà nó thuộc về loại ác, nó không bao giờ đến gần tất cả những người mà trì cái thần chú của Tỳ Sa Môn Thiên Vương được hết. Do đó người mà trì cái Đà La Ni thì thường được tất cả các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, quỷ thần, ngài đem ủng thủ hộ, làm cho tâm của người tu thường được an ổn, tránh các ma chướng. Như vậy thì chúng sinh phải cố gắng tu, trên là để đền ơn của các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, sau là cứu khổ muôn sinh giải thoát. Như thế mới gọi là phạm hạnh của người tu, và như thế mới đúng nghĩa của người trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, A Di Đà Phật. Quý vị thấy sở dĩ các chư tăng mà bỏ tất cả thời giờ để mà thuyết pháp giảng kinh, đây là một cái hình thức mà để mà báo ơn các chư Phật, đền ơn các chư Phật. Bởi vì nhờ cái Phật pháp, những vị này đã có sự giác ngộ và đem sự giác ngộ này hằng hoàn truyền đến cho mọi chúng sinh, muốn cho mọi chúng sinh đều đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự thanh tịnh giống như chính mình. Do đó một cái vị mà truyền pháp sư đó, mà những vị đó đã đạt đến cái chỗ mà giác ngộ rồi đó, công đức của những vị này rất là thâm thâm. Những vị này không còn nghĩ đến mình nữa, mà hầu như đời sống của những vị này là cho tất cả mọi muôn loài chúng sinh. Những vị mà tu Bồ Tát hạnh, quý vị thấy khi mà họ đạt được cái sự giác ngộ rồi đó, họ chỉ cần ăn là một ngày là chừng 2-3 muỗng cháo để đi truyền đạo, họ cũng làm. Thân này có nằm xuống thì đó là cái nhân duyên đó, nó đã hội đủ rồi, trở về với các bụi. Chứ các vị đó không bao giờ sợ hết. Còn những người mà đạo hạnh chưa cao thâm, chưa đạt được cái sự giác ngộ, thì hầu như họ rất là sợ sệt. Bởi vì cái người mà đạo hạnh chưa cao thâm, chưa hiểu rõ cái bản tánh của chân thường của vạn vật, chưa liễu ngộ được chân tướng của mọi pháp, thì trong tâm y hệt như phàm phu. Phàm phu sợ gì mình sợ đó. Do đó cái lòng dũng cảm, cái lòng dũng mãnh nó không phát khởi được. Mà trên con đường mà tu hành, mà lòng dũng cảm, lòng dũng mãnh không phát khởi được, thì mình không có năng lực để cứu độ chúng sinh. Bởi vì mình không có lòng đó, mình cứu mình còn chưa được mà. Làm sao mình cứu ai đây? Do đó nếu mà quý vị tu cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, phải suy ngẫm trong cái kinh điển, và chính mình phải hồi tâm trở lại để mình tu, hầu mong đạt được cái một cái sự giải thoát. Khi mà đạt được giải thoát rồi đó, quý vị mới thấy rằng lời của các chư Phật trong những kinh không bao giờ các ngài nói dối. Tại vì chúng sinh tu chưa đến, thành ra chưa liễu ngộ được hoàn toàn cái nghĩa lý trong kinh. Do đó thấy hình như nó xa dời dời. Chứ còn khi mà mình đã liễu ngộ được rồi, từ ở trong một cái tính thanh tịnh mà mình đã như là lan rộng ra khắp pháp giới của mười phương rồi, thì quý vị mới thấy rằng ơn đức của chư Phật rất là cao thâm, rất là rộng lớn. Bởi vì một chữ Bồ Tát, quý vị nghe cái chữ Bồ Tát thì nghe nó rất là dễ dàng. Nhưng mà những chữ Bồ Tát đâu phải là dễ dàng như là tiếng mình nghe. Mà những vị này đã từng hy sinh trong vô lượng, vô số kiếp. Đã từng đi vào trong con đường sinh tử để mà hòa quang với tất cả chúng sinh. Để mà hướng dẫn chúng sinh. Giọt nước mắt của chúng sinh chính là giọt nước mắt của những vị Bồ Tát này. Khi quý vị đi đến cái chỗ mà pháp giới viên dung rồi đó, quý vị không thấy quý vị và chúng sinh là hai nữa, mà quý vị thấy là một. Sự đau khổ của chúng sinh, tức là sự đau khổ của mình. Do đó đối với những vị Bồ Tát chân chánh, khi mà thấy những cái hàng Phật tử hay là những cái vị xuất gia mà phạm những cái giới đức đó, các vị đau lòng lắm. Tại sao các vị đau lòng? Thay vì các vị phải cười hay là hãnh diện là mình tinh tấn, còn vị kia không tinh tấn. Các vị đau lòng là tại vì các vị thấy rằng một phần cái linh thể của chân pháp của mình nó đang bị sa đọa. Đối với những người mà chưa nhập được pháp giới thì họ thấy họ và những chúng sinh khác là hai,
cái những người mà nhập chân thể vào pháp giới đó, thì tất cả những chúng sinh khác không có khác gì là cái thủ túc tay chân của mình. Do đó thấy những cái người như vậy họ rất đau lòng, bởi vì họ biết rằng trong cái kiếp sống này thôi, chỉ kiếp sống này thôi, khi người đã nằm xuống họ sẽ vĩnh viễn đi vào trong cái con đường đọa lạc, và sau cùng là vào ở trong con đường mà kêu là ác đạo. Do đó cái lòng của họ, họ khóc trong lòng. Thành ra cái giọt nước mắt của Bồ Tát nó nhiều hơn giọt nước mắt của chúng sinh. Giọt nước mắt của chúng sinh Đức Phật ví như là cả một biển cả đại dương. Nhưng mà giọt nước mắt của Bồ Tát nó còn cả biển cả mà nó còn hòa cả mười phương hư không. Bởi vì Bồ Tát vì chúng sinh mà chịu biết bao những sự sinh tử luân hồi để mong rằng tiếp độ được người nào thoát khỏi tam giới là hay điều đó. Và ngày hôm nay thầy cũng dùng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để thầy gieo cái duyên cùng tất cả chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nhưng mà cái lực của thầy, cái sức của thầy nó cũng có phải có cái thời gian, và cái thời gian đó nó không có cho phép thầy phải lưu trụ mãi trên thế gian này để thầy hằng gặp gỡ tất cả mọi chúng sinh. Do đó trong cái thời gian này, nếu quý vị đã gặp thầy, cố gắng nghe lời thầy khuyên, cố gắng giữ đạo hạnh của mình, tinh tấn tu hành, thầy bảo đảm, thầy xác nhận trong kiếp này quý vị thoát được cái sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ chị Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức Na Do Tha, chúng càng thác bà cung kính quay quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dần thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa, liền nói chú rằng: A già nể cù lợi, càng đà lợi, chuyên đà lợi, ma đăng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu xa nỉ, ác đế. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thì là xâm hủy các đức Phật đó rồi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp theo cái phần giảng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy xin giảng cái phần của ngài Trì Quốc Thiên Vương. Bây giờ thì ngài Trì Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức Na Do Tha Càng Thác Bà cung kính dây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni để ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Thưa Thế Tôn, thần chú này là của 42 ức các đức Phật nói, nếu có người xâm quỷ vị pháp sư này thời là xâm quỷ các đức Phật đó. Ngài Trì Quốc Thiên Vương là một trong tứ đại thiên vương, mà quý vị nên nhớ rằng tứ đại thiên vương này từ vô lượng kiếp cũng là có cái duyên với nhau, họ là anh em ruột với nhau. Do đó khi mà tu đều được lên cái cảnh trời tứ thiên vương. Cái cõi trời tứ thiên vương này thì nó nằm ở bên dưới cõi trời Đau Lợi Thiên. Cái vị Trì Quốc Thiên Vương này thường ủng hộ và tùy duyên cứu giúp những người ở cõi Ta Bà. Các vị thiên vương này mà khi thấy cõi Ta Bà có người phát tâm tu hành thì lòng các ngài rất là hoan hỷ và vui mừng. Trong khi tuổi thọ của cõi Ta Bà là 100 năm, thì tuổi thọ của các vị tứ thiên vương này là 500 năm. Nhưng mà quý vị thấy 500 năm nhưng mà rất dài khi mà so với cái thế gian này. Bởi vì một ngày và một đêm ở trên cung trời tứ thiên vương thì bằng một năm ở nhân gian. Do đó mà khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
ngài giảng hội kinh Pháp Hoa này thì có các vị tứ thi vương tham dự. Bởi các ngài đã hiểu rõ cái công đức của mật chú, cái sự thông linh dạng bê về thiên biến dạng hóa, vì vậy mà ngài Kỳ Quốc Thiên Vương mới đem tâm chú này, một cái tâm chú mà ngài đã trì tụng trọn đời. Tâm chú này không phải là do ngài Kỳ Quốc Thiên Vương ngài tự nghĩa là lập thành ra, mà tâm chú này là do 42 ức các chư Phật đã trao truyền cho thiên chúng để mà làm cho thiên chúng gia tăng cái công đức và phước huệ. Hôm nay thì những vị thiên vương này biết rằng chúng sinh ở cõi ta bà thì nghiệp nặng tình sâu, nếu không có thần chú thủ hộ thì e tu lâu ngày sẽ thối thất tâm bồ đề. Tất cả đại chúng nên biết rằng trên đường tu là tất cả mọi người đang tu để đi từ cái sắc tướng để vào trong vô tướng. Do đó mà có nhiều người họ tu, họ còn đắm nhiễm cái sắc tướng. Tu lâu ngày không thấy được cái điều gì nó linh thông, nó biến hiện trong tâm, thì quý vị này tự nhiên chán nản và lui sụp cái tâm bồ đề. Đây là do những cái vị tu không có thầy hướng dẫn, do đó không có hiểu được cái tâm vô vi. Còn nếu mà có thầy hướng dẫn thì thường thường là những vị này tiến sâu vào trong con đường đạo quả bồ đề. Bởi vì những vị thiên vương này e chúng sinh cõi ta bà tu lâu ngày rồi chán nản, do đó những vị này mới phát từ tâm đem những thần chú mà chính mình đã thọ trì để trao lại cho người cõi ta bà tu học, giúp cho những chúng sinh này thoát khỏi những sự xâm phạm của những chư quỷ thần linh tinh vọng nạ vọng lượng. Quý vị nên nhớ rằng khi trên đường tu, ngoài vấn đề chướng nạn từ những cái nghiệp duyên mà mình đã gây nên từ vô lượng kiếp, nó còn có những cái chướng nạn của các chư tiên, các chư quỷ thần, của các chư linh tinh vọng lượng. Những cái loại này nó tìm cách nó ngăn cản đường tu quý vị. Vì vậy mà trong khi mình tu, càng tu lâu năm mà quý vị thấy rằng cái nghiệp lực của mình nó càng đổ ập tới thì quý vị nên mừng đi. Tại sao? Là tại vì quý vị sẽ trả trong một cái cuộc đời này cho nó sạch, rồi sau đó quý vị sẽ trở về trong cái cảnh giới tốt đẹp. Nhưng mà cái người mà mất niềm tin, cái người không mà có thầy hướng dẫn, khi họ thấy những cái nghiệp nạn này đổ ập tới như vậy, họ lo sợ và họ nghĩ rằng tại họ tu thành ra nó mới bị những cái cảnh khổ nạn này, do đó họ thối thất cái tâm bồ đề. Các vị chư thiên, thiên chủ ở cõi trời tứ thiên vương, các ngài thường xuống ủng hộ pháp, nên các ngài hiểu rõ cái tâm trạng của chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề. Vì vậy mà các ngài khởi cái sự từ tâm, đem cái thần chú để mà truyền lại, giúp cho những chúng sinh này có thể thoát được những cái khổ nạn. Và nhờ cái thần chú này trì niệm lâu ngày mà cái thiện căn phước đức nó tăng trưởng, giúp cho tránh khỏi những cái khổ ách nạn, và trong tương lai sẽ đạt được những cái pháp môn mà giải thoát thanh tịnh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ có những nữ La Sát, một tên là La Bà, hai tên là Tỳ La Bà, ba tên là Khúc Sĩ, bốn tên là Hoa Sĩ, năm tên là Hắc Sĩ, sáu tên là Đa Phát,
7. Tên là Vô Yếm Túc. 8. Tên là Trì Anh Lạc. 9. Tên là Cao Đế. 10. Tên là Đạt Nhất Thiết, chúng sanh tinh khí. 10 vị La Sát nữ đó cùng với quỷ, tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng, trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho những người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp Sư, thì làm cho chẳng được tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Y đề lý, y đề nhẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý. Lô hê, lô hê, lô hê, lô hê, đa hê, đa hê, đa hê, đô hê, nô hê. Thà cháu chính đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp Sư, hoặc Giả Sa, hoặc La Sát, hoặc Ngạ Quỷ, hoặc Phú Đan Na, hoặc Cát Giá, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Kiên Đàn, hoặc Ô Ma Lạc Đà, hoặc A Bạc Ma La, hoặc Giả Sa Cát Giá, hoặc Nhân Cát Giá, hoặc Quỷ Làm Bệnh Nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, dẫn đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hình gái, hình đồng nam, đồng nữ, những đến trong chiêm bao, cũng lại chớ não hại, liền ở nơi chức Phật mà nói kệ rằng: Nếu chẳng thuận chú ta, não hại người nói pháp, đầu vỡ làm bảy phần, như nhánh cây a lê, tội như giết cha mẹ, cũng như họa ép dầu, cân lường khi dối người, tội đều đạt phá tăng. Kẻ phạm Pháp Sư đây sẽ mất họa như thế. Những La Sát nữ nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng tu hành kinh này, làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. A Di Đà Phật, con xin kính đến thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ thì có những La Sát nữ tên là Lam Bà, Kỳ Lam Bà, Khúc Sĩ, Hoa Sĩ, Hắc Sĩ, Đa Phát, Vô Yếm Túc, Kỳ Anh Lạc, Cao Đế, Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí. Mười vị La Sát nữ này cùng quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ của Phật, đồng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, từ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có người rình chỗ dở của Pháp Sư, thời chẳng được tiện lợi, thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp Sư. Thế Tôn, chúng con cũng tự mình ủng hộ người thọ trì, làm cho họ được an ổn, lìa các khổ nạn và tiêu các thuốc độc. A Di Đà Phật, ở cái đoạn kinh này rất là quý báu. Bởi vì cái loài La Sát quỷ nó thuộc về cái loài ác quỷ hung thần. Cái hình tướng của loài La Sát quỷ này thì nó rất là ghê sợ. Và cái loài này nó thức ăn của nó là những cái thịt thú vật cũng như là thịt của người. Nơi mà cư trú của loài La Sát quỷ là thường ở những cái hoang đảo, hoang vắng không có dấu chân người. Do đó thỉnh thoảng quý vị thấy rằng ở trên biển cả có những thuyền nhân họ đi rồi họ lại mất tích mà không có tìm được cái xác. Đây là chỗ mà khi là họ có thể là họ bị cái loài La Sát nó sát hại. Có những thuyền nhân khi mà đi biển, nếu mà họ vô phước thì họ sẽ bị trôi dạt vào trong cái địa phận này và sẽ bị loài La Sát nó làm nên một cái trận kêu là
quý vị nghe trong kinh nói là trận hắc phong, và nó làm đắm thuyền. Thành ra mà khi mà quý vị đi biển đó, mà quý vị thấy mà từ xa nó thổi lại trên trời mà một cái mây mà mây đen, mây thật là đen, và gió nổi lên đó là quý vị biết rằng cái loài la la sát quỷ này nó đang làm thép để mà nó làm đắm chìm tàu của mình. Để chi? Để nó bắt mình. Cái loài la sát quỷ này á, nó có một cái tật rất là lớn, là khi mà nó bắt được những cái người nam thì trước tiên nó bắt những người này làm chồng nó, làm chồng nó, và nó hút hết những cái chân dương. Đến khi mà cái người chồng của nó đó, tinh huyết đã khô cạn rồi, thì là cái thân thể sẽ làm cái bữa đó, bữa như là bữa tiệc ngon cho cái loài la sát quỷ. Có nghĩa là la sát quỷ lấy người đó làm chồng, và sau cùng là ăn thịt người chồng. Tuy nhiên cũng có những cái loài la sát mà nó có những cái oai đức, nó phát những cái bồ đề tâm. Những cái loài quỷ thần này thì thường là che chở và thủ hộ cho người tu hành. Những la sát quỷ này hầu hết là đã được Đức Phật nghĩa là hóa độ, cho đó họ đã quy y Tam Bảo. Và để trả ơn cho Đức Phật đã thuyết pháp để mà cứu độ bọn họ, chính vì thế mà la sát quỷ này cùng quỷ tử mẫu mới phát tâm bồ đề, truyền cái thần chú cứu độ cho người trì kinh tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong cái thần chú này thì đại chúng thấy rằng không nói là từ của chư thiên truyền lại hay từ của chư Phật truyền lại, thì cái thần chú này chính là do cái bọn la sát tự động nó làm thành thần chú. Bởi vì vậy mà quý vị thấy rằng có những người mà khi mà họ tu, họ không có được người hướng dẫn, họ đi sai lệch nhiều lắm. Nhất là những người thích thần thông. Những người thích thần thông thường thường đi sai lạc. Bởi vì có những cái loài quỷ nó có thần thông rất là nghĩa là vi diệu mà mình có thể lầm tưởng. Thầy nhớ có một lần thầy đi vào trong cái núi núi Ông Két. Thì ở đây thầy có gặp một cái người cư sĩ. Mà cái người này họ có một cái tài rất hay. Có nghĩa là cái người này có thể ăn được những cái chất như là như cái chất sắt thật cứng. Những cái đầu đạn rất là bằng những cái đầu đạn bằng bằng đồng cứng mà họ nhai rất là dễ dàng. Và thầy rất là ngạc nhiên. Thầy không ngờ rằng một con người với cái đôi răng bình thường vậy mà có thể ăn được sắt, có thể ăn được những cái đầu đạn. Do đó thầy mới lân la để mà thầy tìm hiểu. Và khi mà thầy tìm hiểu đó thì thầy biết rằng cái vị này sở dĩ mà ăn được những cái vật cứng như là đầu đạn, như là những cái vật sắt, là tại vì có cái thần chú. Mà cái thần chú này nó đặc biệt là nó của một cái loài ma, mà nhất là ở trên cái miền Thượng Du. Nếu mà quý vị nào ở những cái miền Thượng Du, quý vị nghe nói một cái loài ma kêu là loài ma lai. Cái loài ma lai này đó, cái loài ma lai này thường thường nó hiện thân vào ở trong cái người nữ. Và khi mà ban đêm xuống đó, thì nó thường thường nó tách cái đầu nó ra khỏi cái thân, để mà nó đi ăn những cái chất dơ của những người mà họ đi đại tiện mà họ không giữ gìn. À, nhưng mà khi mà nó ăn như vậy đó, giống như là nó ăn hết ruột quý vị và quý vị sẽ chết. Do đó những cái người mà ở những cái vùng mà thượng du đó, khi mà thấy những người con gái đẹp mà ở trên cổ nó có một cái ngắn, ngắn giống như là một cái ngắn mà đeo vàng vậy, nó kéo từ ở phía trước cổ ra phía sau, thì thường thường họ nghi ngờ. Tại vì cái ngắn này là cái ngắn mà để cho cái bọn ma lai nó rút đầu ra khỏi cái mình đó, để ban đêm mà nó đi sát hại người. Thì sau khi thầy tìm hiểu cái vị này cho biết rằng cái thần chú này là của Ma Lai,
Tại vì thầy đứng kế bên và thầy nghe vị này đọc rõ ràng, mà vị này cũng không giấu thầy, nói rằng là đây là thằng chú của Ma Lai. Khi mà vị này mà muốn mà ăn những cái vật mà cứng như vậy đó thì trước hết vị này phải 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 tụng cái câu chú. Mà trước khi tụng câu chú là phải đọc 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 nghĩa là xin tới tổ. Thì cái câu mà thầy nghe đó là thầy nghe cái như vậy: kính lại sư tổ Ma Lai, xin ngài hãy giúp cho con ăn được những cái vật cứng chắc này. Khi những vật này vào miệng của con, nó sẽ biến thành những cái chất thật mềm mà con có thể ăn được. Và sau đó thì cái người này họ đọc lên cái câu thần chú. Và thầy hỏi: như vậy khi mà ông đọc câu thần chú này, ông để cái cục sắt vô miệng vậy thì tại sao mà ông có thể nhai được? Thì vị này nói rằng khi mà đọc thần chú rồi thì để vào trong miệng, khi mà cái răng nó vừa cắn xuống thì nó mềm giống miếng tàu hũ vậy. Nó do cái quy lực của thần chú. Đó là những cái thần chú mà loài ma nó tạo thành. Thì ở đây cũng vậy. Cái thần chú của quỷ La Sát này là do cái quỷ La Sát này nó tu tập mà nó tạo thành. Nó tạo thành cái thần chú. Nhưng mà đặc biệt ở đây là thần chú này là thần chú gia hộ, hộ trì cho người tu. Nói tới loài quỷ mẫu, quỷ tử mẫu, thì quý vị biết rằng con quỷ này một lần mà nó sanh đó, nó sanh khoảng chừng 500 nữa là đứa quỷ tử con á. Và cái tình thương của con quỷ mẫu tử này, nó thương con, nó thương kinh khủng đó. Nó thương một cách lạ lùng. Nó thường thường là nó bắt những đứa con nít á để cho con nó chơi, và sau cùng là nó ăn thịt. Tuy nhiên có một ngày nó đã được Đức Phật cứu độ và thuyết pháp, nên giờ đây cái loài quỷ tử mẫu nó cũng phát Bồ Đề Tâm, và nó cùng 10 vị La Sát để mà truyền thần chú hộ vệ cho người tu hành. Quý vị thấy loài quỷ là thường sát hại chúng sinh, mà ở đây mà truyền thần chú để cứu độ chúng sinh, cái điều này là cái điều nghĩa là có thể nói là đặc biệt vô cùng. Cái loài quỷ thần này thì quay lực rất là lớn. Những cái đồ chúng của nó đông và nhiều. Do đó khi mà người trì tụng kinh pháp qua và tụng mật chú của họ, thì ngài đem sẽ được những cái vị La Sát nữ này cũng như loài quỷ tử mẫu này nó hộ vệ. Và những người mà tìm cách hại những cái vị pháp sư trì tụng kinh pháp qua sẽ là mắc đại nạn do cái loài quỷ này đem lại. Quý vị nên nhớ rằng loài quỷ mặc dù phát Bồ Đề Tâm nhưng mà tâm sân hận vẫn còn. Do đó khi mà nó đã truyền cái thần chú cho người nào rồi, mà người đó đọc tụng mà vẫn còn bị quý những người khác mà tìm cách hại, thì nó phải trả thù. Nó trả thù, mà khi nó trả thù thì quý vị thấy ghê lắm, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ thì thầy đọc một cái bài kệ của loài quỷ nó nói để quý vị thấy nó trả thù như thế nào. Bây giờ thì thầy xin đọc một cái bài kệ để cho tất cả quý đại chúng trong room biết được qua oai lực dũng khí của loài La Sát quỷ này. Nếu chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, đầu dở làm bảy phần, như nhánh cây a lê. À, Di Đà Phật, quý vị thấy ghê chưa? Có nghĩa là nếu mà quý vị tìm mọi cách mà phá hoại cái người tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phá hại cái người mà giảng đạo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì loài quỷ này nó sẽ dùng mọi cái phương tiện, nó làm cho đầu của quý vị dở ra làm bảy phần, như nhánh cây a lê. Cái cây a lê này nó không có bên Việt Nam, nó ở bên xứ Ấn Độ. Cái cây này nó có một cái sự đặc biệt. Đặc biệt của nó là khi mà cái nhánh cây của nó, khi mà nó về già, nó khô, nó rớt xuống. Nó rớt xuống đất rồi, dầu mà chỗ đó đất cỏ hay là đất mà gạch đi nữa, nó rớt xuống là nó sẽ bị bể ra làm bảy phần. À, A Di Đà Phật. Quý vị thấy ở trên thế gian này có nhiều cái lạ lắm. Lạ lắm.
Chẳng hạn như nhánh cây ale cũng là một cái lạ. Những nhánh cây khác khi mà nó khô rớt xuống thì nó là một cái nhánh cây thôi. Nhưng mà đặc biệt ở đây nhánh cây ale thì nó khác. Nó rớt xuống đất rồi thì nó phải tan dở làm bảy phần. Do đó cái tụi quỷ la sát này nó mới biết, mới nói vậy. Nếu chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, đầu dở làm bảy phần như nhánh cây ale. Quý vị thấy không? À, hãy lấy cái nhánh cây ale để mà thấy cái điều đó, đừng có làm. Như tội giết cha mẹ cũng như quả ép dầu. Cân lường khi dối người. À, chỗ này đó, nó nói rằng á, nếu mà hại những người mà đang trì tụng kinh pháp hoa thì chẳng khác nào người đó mang cái tội giết cha mẹ, thì cũng chẳng khác người nào người đó mang cái tội ép dầu. Ở bên Ấn Độ người ta thường làm dầu, người ta ép, người ta để cái đậu nó lên men lên lâu thật lâu rồi người ta ép lại để người ta lấy cái chất dầu nó để người ta sử dụng. Nhưng mà khi nó lên men như vậy thì biết bao nhiêu là những vi khuẩn trong đó. Do đó khi mà ép dầu chết không biết bao nhiêu là những cái vi trùng trong đó. Những vi khuẩn nhỏ mình có thể thấy mà cũng có thể không thấy. Do đó cái tội này, hai tội này là cái tội đọa địa ngục. Cái tội của nhân quả. Giết người phải đền mạng. Mặc dầu chúng sinh đó nhỏ nhắn nhưng mà nó cũng là một cái mạng. Do đó giết người thì quý vị phải đền mạng. Tội điều đạt phá tăng, kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắc quả như thế. Tội điều đạt phá tăng, đây là nó muốn nhắc lại là ông Đề Bà Đạt Đa ngày xưa đã dùng đá lăn xuống để cho chân Đức Phật ra máu. Mà những người mà làm thân Phật ra máu thì sao? Thì sẽ đọa vào trong cái địa ngục vô gián. Thì những người nào mà phá hại pháp sư mà trì kinh, giảng kinh, đọc tụng kinh pháp hoa sẽ bị những cái nạn mà quỷ la phát sát nó đã cảnh cáo trước. Do cái loài quỷ la sát này nó làm bài kệ để cảnh tỉnh. Do đó những người mà có mưu đồ ám toán vị pháp sư thường thường là họ sẽ không dám nữa, họ sợ. Không phải là chỉ có loài quỷ la sát nó ủng hộ, mà tất cả những chư thiên, các chư Bồ Tát, các chư Phật đều ủng hộ những người mà tu hành, ủng hộ những người mà trì kinh diệu pháp liên quan. Do đó, quý vị nên nhớ rằng khi mà người mà trì kinh diệu pháp liên quan, họ trì hết một phẩm này, tất nhiên họ đã đọc qua cái thần chú rồi. Mà họ đọc qua thần chú, tất nhiên là họ có cái quay lực. Chẳng những họ có quay lực mà họ lại được sự gia hộ của các chư thiên quỷ thần nữa. Do đó nếu mình động tâm động niệm mà mình hại những cái vị này thì chắc chắn rằng cái quả báo nó chạy về quý vị ngay. Quý vị sẽ không thoát được. Nhất là loài quỷ thần mà khi mà nó cho thần chú rồi đó, mà quý vị vẫn còn phá đó, nó đã cảnh cáo rồi mà quý vị vẫn còn phá đó, thì cái gì cũng vậy, nó sẽ làm tới nơi. Thành ra các chư Phật, các chư Bồ Tát thì có thể là thương chúng sinh. Nhưng mà loài quỷ thần này nó không sợ, bởi nó cảnh cáo rồi. Thành ra lý do đó mà những người mà họ hành tà đạo, họ thường thường thờ những cái loại quỷ dữ không hả? Để chi vậy? Để mà họ có thể họ hại người. Họ có thể là họ giết những người mà không đồng cái chánh kiến với họ, không đồng cái ý kiến với họ. Bởi vậy Đức Phật mới gọi những người này là những người tà đạo. Họ đi vào con đường không chân chánh, dùng cái thần chú để mà ngu hại chúng sinh, điều này không có chân chánh. Dùng thần chú để làm thủ hộ, để mà làm lợi cho chúng sinh, thì điều này nó đúng. Thành ra thần chú nó cũng có hai mặt. Nếu mà mình trì tụng thần chú mà được linh thông, được linh diệu, mà mình dùng đó để mình thủ hộ, giúp đỡ mọi chúng sinh, thì mình làm một cái vị Đại Bồ Tát. Còn nếu mình dùng thần chú mà mình tìm cách để mà mình giết hại chúng sinh, để mình lấy tài sản của chúng sinh, thì mình chắc chắn là mình sẽ đọa vào ở trong cái cõi địa ngục rồi. À, A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Phật bảo các La Sát nữ, hay thay hay thay, các ngươi chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tinh kinh pháp hoa,
phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người trì toàn bộ cúng dường Nguyễn Kinh. Hóa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phân lộng kỹ nhạc, thắp các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tô na ma, hoàng đèn dầu hoa chim bạc, đèn dầu hoa bà sứ ca, đèn dầu hoa u bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế, cao đế. Các người cũng quyến thuộc phải nên ủng hộ người trì pháp hoa như thế, pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà La Ni này, có 68.000 người được vô sanh pháp nhẫn. A Di Đà Phật. Công xin kính thánh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật bảo các La Sát Nữ rằng: Hai thai, các ngươi có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh pháp hoa, phúc chẳng lường được rồi, huống chi là ủng hộ người trì tụng toàn bộ kinh cúng dường Nguyễn Kinh. Cao đế, các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ pháp sư như thế. Một loài mà quỷ dữ khi mà nó phát tâm bồ đề thủ hộ người tu thì đây là một cái công đức thù thắng bậc nhất. Trong cái cõi nhân gian này, nếu mình làm cho một người thiện biết tu thì đó là cái điều rất là dễ, bởi vì những người này là những cây mà rất là dễ uống. Nhưng mà ngược lại, nếu muốn cảnh tỉnh một người cực ác để đưa họ vào trong đường đạo là một điều rất là khó. Nhưng ở đây, loài quỷ La Sát cùng quỷ Tử Mẫu là một cái bậc mà loài quỷ thần rất là hung dữ, lòng sân giận vẫn còn đầy đủ, thế mà đã phát tâm bồ đề quy y Tam Bảo là một điều hy hữu chưa từng có. Nhưng hôm nay lại phát tâm đem cái thần chú thủ hộ cho mình, để giúp cho cái người ở cõi Ta Bà, là một điều cực thiện đáng khen. Vì vậy mà Đức Phật mới tán thán và ca ngợi công đức của bọn quỷ La Sát và quỷ Tử Mẫu này. Đức Phật cho rằng nếu mà bọn quỷ này hộ trì cho người chỉ trì tụng đề kinh thôi, phước đức của họ cũng đã nhiều vô lượng rồi. Quý vị nên nhớ rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có công năng là đưa con người từ phàm thành thánh, và từ thánh trở thành một đức Thế Tôn. Do đó công đức của kinh Pháp Hoa rất là diệu dụng và nhiều vô lượng công đức. Vì vậy mà ở bên nước Nhật có một cái giáo phái là họ chỉ là vị giáo chủ, nghĩa là khuyên tất cả những người mà trong cái member của cái tôn giáo đó không cần phải đọc hết cái bản kinh mà chỉ trì tụng cái tên kinh thôi. Có nghĩa là ngày cũng như đêm, thay vì họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bây giờ họ lại thay cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách là họ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Và họ nói rằng cái công đức mà trì niệm cái danh hiệu tên kinh này đủ cho họ sinh về thế giới cực lạc, đủ cho họ sinh về những cái cõi trời thắng diệu. Thì bây giờ Đức Phật lại khen cái loài La Sát này chỉ ủng hộ cái người mà chỉ thọ đề kinh thôi, cái công đức của loài quỷ này cũng đã vô lượng rồi, mà nay lại ủng hộ người trì tụng toàn bộ kinh thì phước đức của bọn quỷ này chắc chắn là không có số đếm được. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên cõi đời này có những loài quỷ thần dữ, nhưng mà họ rất là thông minh. Họ biết rằng họ dữ là do nghiệp tiền khiên từ vô lượng kiếp của họ, do cái niệm sân si mà biến họ thành loài quỷ. Nhưng mà họ cũng biết rằng nếu mà bây giờ muốn thoát khỏi loài quỷ chỉ có cách là mình quy y Tam Bảo và mình thủ hộ cho những người tu hành. Chỉ nhờ công đức này sẽ biến cho cái thân xác của họ từ cái thân xác ghê gớm biến thành nghĩa là cái những thân xác đẹp đẽ khi họ sanh trở lại trong cái nhân gian này.
Quý vị nên nhớ rằng ở trên thế gian này, khi mình được một cái tướng mạo mà hoàn toàn, cái lục căn nó được đầy đủ, là nhiều kiếp đã dung trồng phước đức rồi. Quý vị hãy nhìn lại đi, có những người họ thiếu phước vô cùng. Họ sanh ra, họ đã bị câm và họ đã bị điếc. Họ sanh ra, họ đã mất đi nghĩa là một mắt, hai mắt. Hoặc là họ sanh ra, họ mất đi cái bàn tay hay là cái đôi chân. Vì vậy khi mà quý vị nhìn lại mình rồi, quý vị mới thấy rằng quý vị là những người đã tu công đức rất nhiều. Do đó ngày hôm nay cái sáu căn đầy đủ, và từ gương mặt cũng có sự từ bi. Cái lời quỷ dữ này nó biết rằng nếu mà không quy y Tam Bảo, không thủ hộ cho những người mà tu thì nó sẽ không có công đức. Mà khi mà nó không có công đức thì như thế nào? Thì nó sẽ ở mãi trong cái cảnh giới của con quỷ. Nó ở mãi trong cái cảnh giới của những người mà la sát. Nó không thoát được. Cũng như vậy, một người mà đọa trong cái địa ngục A Tỳ rồi đó, thì suốt một cái ngày của họ, họ luôn luôn họ bị hành hình. Thành ra cái tâm họ không có bao giờ mà họ được rảnh để họ niệm Phật. Nhưng mà ngược lại, khi mà họ biết chuyển cái niệm mà đau đớn, biết chuyển cái niệm mà đau khổ thành cái niệm niệm Phật, thì họ được giải thoát ngay. Cái chỗ này là cái chỗ mà thắng diệu của cái pháp môn tu của Đức Phật Đà. Qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy cái nghĩa lý nó rất là sâu xa. Hồi nãy giờ thầy giảng là về cái sự tướng. Bây giờ đại chúng nghe về cái nghĩa lý của cái kinh, cái đoạn này. Cái nghĩa lý của đoạn kinh này rất là sâu xa. Đã sanh được làm một con người thì phải đủ những cái lục dục thất tình chi phối mà suốt cuộc đời. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị đã mượn tinh cha và huyết mẹ để tạo thành cái thân thể này. Mà tinh cha và huyết mẹ thì là dục nhiễm. Do đó mình sanh mà có thân, chắc chắn là không tránh được cái thất tình và lục dục. Tuy nhiên, khi mà tâm của quý vị có sự hướng thượng, cố gắng trì tụng những kinh điển phương đẳng đại thừa, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì lâu dần những cái dục vọng thấp hèn ở nơi tâm sẽ được tiêu trừ. Quý vị nào có những cái dục vọng mà trong tâm thì quý vị tụng những cái kinh phương đẳng đại thừa thì chẳng khác nào quý vị là dần mây mà quý vị đang nghĩa là ở trước cái ánh mặt trời, lần lần những cái dần mây đen này nó tiêu tan. Cũng như vậy, những người mà tu hành mới đầu tâm của họ vẫn đục, nhưng mà nhờ họ tu lâu ngày lâu tháng, những cái ý nghĩa của kinh họ thâm nhập, do đó họ bỏ được những cái dục vọng thấp hèn ở trong tâm. Lúc đó thì những hành giả này y theo kinh tu hành thông đạt được lý pháp tánh, tâm lìa được những cấu nhiễm, bệnh sinh tử sẽ tiêu trừ bởi không còn mê sắc tướng. Đây là đạt được thần chú của dược dương truyền trao. Ai vì Đà Phật, quý vị thấy rõ không? Bởi vì đầu tiên trong cái phẩm Đà La Ni này là ngài Dược Dương đã truyền cái thần chú này. Và cái ý nghĩa của Dược Dương truyền thần chú này như thầy mới vừa giảng đó. Tu hành đến cái tâm quan phát hiện lục căn thanh tịnh, không còn bị chi phối bởi lục trần. Tâm đạt đến cảnh thanh tịnh như như. Đây chính là đạt được thần chú của ngài Giống Thí Bồ Tát trao truyền. Ai vì Đà Phật, ngài Giống Thí Bồ Tát là tượng trưng cho cái sự mà tinh tấn giống mạnh. Khi quý vị tu mà đạt được cái lục căn thanh tịnh thì tất nhiên là cái thần chú của ngài Giống Thí Bồ Tát là quý vị đã nắm vững ở trong tâm rồi. Bất cứ một chúng sinh nào, dầu ở cảnh giới nào, mà trì tụng kinh Pháp Hoa, tức là được thiện căn phước đức tăng trưởng, được chư thiên ái mộ, tâm ly niệm, tâm ly ác niệm, do đó tâm thường được thanh tịnh
và an lạc. Chỗ này tức là quý vị đã đạt được cái thần chú của chư thiên cao triền. Chư thiên là tượng trưng cho sự thiện lành. Nhờ quý vị tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà từ cái căn bổn nó là cái sự ác, từ từ nó mất đi cái những cái hạt mầm ác đó mà nó tăng trưởng lên những cái niệm mà thiện lành. Tất nhiên là Phật thí dụ là cái thần chú của Ngài Thiên Dương trao cho quý vị. Và cũng nhờ công đức trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tiêu được sân hận, si mê và dâm dục. Quý vị nhớ cái loài lừa, loài quỷ la sát đó, nó tượng trưng cho cái sự mà giết hại chúng sinh. Và cái loài này nó cũng rất là dâm dục, nó cũng tượng trưng cho sự dâm dục. Do đây mà quý vị trì công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tiêu diệt được sân hận, tiêu diệt được si mê và dâm dục, tất nhiên là quý vị đạt được thần chú do quỷ la sát và quỷ tử mạo mẫu trao truyền cho quý vị, A Di Đà Phật. Bởi vậy, chính vì vậy mà thầy mới nói rằng cái nghĩa lý kinh nó rất là cao sâu. Và nghĩa lý kinh của Diệu Pháp Liên Hoa này nó tùy theo cái công đức của người tu mà nó có thể giảng ra. Có những người tu cao họ giảng rộng, nội cái đề kinh không họ có thể giảng 3 tháng. Và cũng có những cái đề kinh không họ giảng 1 năm. Mà cũng có những đề kinh không họ giảng của cuộc cả một cuộc đời. Quý vị thấy không? Tùy theo cái sự tu cao rộng. Bây giờ nói tóm lại thì cái phẩm Đà La Ni này là cái mật ngữ của chư Phật, của chư thiên tiên, của quỷ thần, có công năng phá trừ các tập khí niệm sanh từ thức tâm. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ, khi mình đã phá được cái thức thứ bảy, tất nhiên là cái mạt na thức đó, thì quý vị đã phá được ngã chấp rồi. Thầy nói tóm lại để cho quý vị rõ, phá cái thức thứ bảy là mạt na thức, là quý vị đã phá được cái ngã chấp. Mà ngã chấp thì trong kinh gọi là gì? Câu sinh ngã chấp, là cái nơi mà nó phát ra cái ngã chấp của mình. Mà phá được cái thức thứ bảy là quý vị đã phá ngã chấp. Mà phá ngã chấp thì quý vị bên tiểu thừa, quý vị lên cái phẩm A-la-hán. Mà giờ bên cái đại thừa thì quý vị lên phẩm gì? Quý vị lên được cái phẩm kêu là thất địa Bồ-Tát. Tuy nhiên, ở trong cái tàng A-lại gia thức, tất nhiên là cái thức mà thứ 8, nó chưa hoàn toàn tiêu diệt, nó còn những cái tạp khí. Nó có những cái tạp khí niệm, mà những tạp khí niệm này nó rất là vi tế. Nhiều khi quý vị dùng cái phép chỉ, cái phép quán, quý vị phá nó không nổi. Vì vậy mà quý vị phải dùng đến cái Đà La Ni. Đà La Ni này sở dĩ mà Đức Phật không giảng nghĩa là để cho quý vị đi vào đến cái chỗ mà vô niệm. Bởi vì những cái tạp khí này chỉ có vô niệm mới phá trừ được nó. Còn nếu mà quý vị chỉ khởi niệm thì quý vị nằm trong cái thức niệm. Mà thức niệm thì tất nhiên là bị nó bao phục. Ở đây là các thiền sư hiểu rõ cái vấn đề này lắm. Những cái mật chú linh thông này nó sẽ giúp cho người tu hành phá được cái hàm tàng thức, tiêu trừ mọi di tế vô minh niệm, và sau cùng là giúp cho tâm người tu đạt được cảnh giới thanh tịnh niết bàn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị A La Hán mới phá được cái mạt na thức, mới phá được cái ngã chấp, tất nhiên là đạt được cái cảnh giới, nghĩa là thoát khỏi được cái phân đoạn sinh tử. A La Hán thoát được phân đoạn sinh tử có nghĩa là mới vào cảnh giới mà của phá ngã chấp thôi. Khi mà quý vị phá được cái thức, cái pháp chấp rồi đó, quý vị mới qua khỏi cái chỗ mà kêu là biến dịch sinh tử. Những cái vị đại Bồ Tát vẫn còn bị biến dịch sinh tử, chưa qua khỏi được. Mà phá được cái thức rồi đó thì quý vị mới qua được cái phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử, thoát khỏi cái sáu nẻo luân hồi. Quý vị sẽ không còn bị cái con đường sinh tử nó chi phối nữa. Như vậy thì tất cả các đại chúng, sau khi nghe cái phẩm kinh này, thầy mong rằng quý vị hãy dũng mãnh tinh tấn, hãy diệt trừ tứ tướng
và thâm nhập được tự tánh niết bàn, đạt thành quả tịch tịnh vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Và sau khi mà Đức Phật nói phẩm kinh Đà La Ni này thì có 60.000-80.000 người được vô sinh pháp nhẫn. Chỉ vô sinh pháp nhẫn đây là chỉ cho những cái bậc mà đã vào trong bậc thánh, từ cái bậc A La Hán